Của bạn chọn được các vị trí khác nhau trong quá trình phòng thủ C4 cũng như cover được cho bạn ở trong khu vực bonsai B nhé. Và một khu vực quan trọng không kém của map đấu CBS dinh tự cấm đó chính là khu vực đường mid. Đường mid của CBS dinh tự cấm được thiết kế theo khuynh hướng zigzag, vẫn có vật cản trên đường thẳng nhưng nó đủ để có những kẽ hở cho các tay sniper thể hiện kỹ năng mỗi khi muốn bắt người ở đầu những round đấu. Thế nhưng ở khu vực đường mid này vẫn còn các khu vực khác mà chúng ta cần phải chú ý, như ở ngách mid mà tôi đang đứng ở đây. Đây là khu vực mà Govit vẫn hay đẩy ép và để chiếm lấy cái lợi thế mà mỗi khi bên phía Govit họ đang chơi sâu ở bên phía phần sân nhà. Tiếp theo chính là khu vực được gọi là hầm B. Đây là khu vực nối từ mid sang tới ngay sát chân của khu vực bom sai B. Đây là đường tấn công thứ hai sẽ cần phải phối hợp cùng với đường tấn công khách sạn nếu như các bạn muốn đánh sập được khu vực bom sai B hoàn toàn, hoặc có những tình huống đẩy ép từ bên phía của Covid để chiếm lấy khu vực mid một cách rất chủ động. Có hầm B thì phải có hầm A. Khi mà diện tích của hầm A khá lớn, đường vào của nó nằm đối diện với hầm B nhưng ở một vị trí cao hơn. Và đây cũng là một trong số những đường triển khai lối chơi phòng thủ chủ động của bên phía Gris mỗi khi muốn chiếm lấy khu vực long A ở đâu những round đấu, và tiết kiệm thời gian cho bên phía Gris mỗi khi muốn đổi ý từ bom xe A để tấn công bom xe B một cách nhanh chóng. Khu vực mid của Gris còn có hai vị trí rất cần phải chú ý, đó chính là cao mid. Khi đây là khu vực sẽ gây được rất nhiều sự đột biến và nó có thể có góc bắn hướng tới được cả long B, bom sai A và cả mid chính nữa. Ngay phía dưới cao mid của chúng ta còn có khu vực hồi sinh của Goris hay được gọi là khu vực nhà đen. Khu vực này còn kết nối với bom A và bom B lại với nhau và là nơi mà Goris sẽ phải rất chú trọng vì là một trong ba vị trí quan trọng nhất của CBS dinh tự cấm. Và cuối cùng đó chính là khu vực ngách B. Khu vực ngách B này được đặt tại đó là long B và cùng với là mid. Hãy sử dụng cái khu vực ngách này như một vị trí cam chiến lược mỗi khi mà bên phía backlist của bạn bị bên phía của Covid đẩy ép quá mạnh ở long A, long B hay cả khu vực mid. Và vừa qua thì mình đã giới thiệu sơ qua về map đấu CBS dinh tự cấm rồi. Hy vọng rằng video này sẽ giúp các bạn có thêm những kiến thức về các map đấu chính thức của chế độ C4 và tự tin hơn trong quá trình leo rank của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý bạn, và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các video kế tiếp. Nếu như gắt đến trạm phát sóng, chắc hẳn rằng bất kỳ ai đã từng thử trải nghiệm một lần tựa game đột kích trong tầm ngắm sẽ không bao giờ có thể quên được bản đồ thi đấu C4 đấu đơn của tựa game FPS bắn súng góc nhìn thứ nhất huyền thoại tại Việt Nam này. Thế nhưng ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về một map đấu đã được nâng cấp từ bản đồ huyền thoại này, đó chính là CBS trạm phát sóng. CBS trạm phát sóng đã có vài chỉnh sửa nhỏ nhưng đã góp phần khiến cho bản đồ huyền thoại này trở nên hấp dẫn hơn và cân bằng hơn rất nhiều. Vậy ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những thay đổi cũng như tên gọi tại vị trí của map đấu CBS trạm phát sóng nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng đến với những hướng có thể tấn công lên khu vực bom sai A tại map đấu này. Bom sai A có hai hướng tấn công chính, nhưng con đường để di chuyển nhanh nhất cũng như kín đáo nhất có thể gọi là hành lang. Khu vực này có độ dài hướng từ nhà Blacklist trải tự dài tới ngay sát bom sai A của CBS trạm phát sóng. Hành lang được chia thành 3 phần, gồm có khu vực đầu tiên, đó chính là hành lang dài, khi đây là nơi bên phía Blacklist sẽ cần phải tập trung đội hình và setup những bài đánh tấn công lên bom sai A một cách kín đáo và bất ngờ. Còn nơi tôi đang đứng ở đây là khu vực cầu thang nối giữa hai mảnh của hành lang lại với nhau có tên gọi là K3. Đây là vị trí phòng thủ tuyến đầu cho hành lang mà Gorovit thường phòng thủ đến 1-2 người tại đây. Phía sau K3 là hành lang chính, sẽ kết nối đường tấn công trực tiếp lên tới bom xe A của phe phòng thủ tại map đấu này. Vì không gian diện tích của khu vực hành lang không quá rộng, vậy nên khi phòng thủ cũng như tấn công bom sai, các bạn hãy thật cẩn thận nếu như không muốn toàn bộ đội hình của mình bị tan vỡ bởi những trái flash hoặc những trái lựu đạn tới từ đối phương trong quá trình thi đấu nhé. Trên bom sai A có một vị trí được gọi là thùng 3, khi đây là vị trí trung tâm của bom sai, có 3 chiếc thùng gỗ che chắn trong quá trình phòng thủ và quá trình đặt C4 của bên phía Backlist. Ngay phía dưới khu vực thùng 3 có một chiếc cầu thang nối từ hướng hồi sinh của Gorbis lên bom sai được đặt tên là cầu bấc, mà thật sự ngay đến chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao được gọi đây là cầu bấc,
Chỉ biết rằng nó đã được đặt tên như thế xuất phát từ các game thủ thi đấu chuyên nghiệp từ những năm 2010 tới đây. Vị trí kín đáo nhất trên bom xe chắc chắn phải để đến khu vực xe A rồi, khi đây là nơi thường được các tuyển thủ chơi trốn tìm và gây ra sự bất ngờ cho đối phương trong nhiều điều kiện tình huống khác nhau tại bom xe A. Phía sau của bom xe A có một vị trí được gọi tên là lỗ A. Đây là nơi mà bên phía của Reed thường lui về trong những tình huống di chuyển cứu bom mỗi khi bên phía phe tấn công đặt C4 thành công xuống. Xe vét chạy bắt sóng đã có một điều chỉnh nhỏ so với bản đồ truyền thống, đó chính là vị trí được gọi tên là thùng 1. Nhà phát triển Smigate Entertainment đã quyết định thay đổi nguyên liệu của chiếc thùng 1 này từ gỗ chuyển thành kim loại, vậy nên các hỏa lực hướng tới từ các vũ khí của đối phương khi tấn công vào vị trí này để xuyên qua chiếc thùng 1 gần như là bằng không. Hướng tấn công thứ hai lên bom xe A của CBS chạm phát sóng chính là khu vực Long A, hay với một cái tên quen thuộc đó chính là Giao A. Đây là một hướng tấn công có vẻ đơn giản nhưng đòi hỏi người chơi phải có một kỹ năng thật sự rất tốt, bởi vì đây là khu vực thường xảy ra rất nhiều những pha giao tranh lớn trong mỗi khi trận đấu được diễn ra tại map đấu CBS chạm phát sóng. Với đường tấn công dài và rộng, Giao A thích hợp cho các pha di chuyển của các tay sniper hoặc các đợt tấn công lên bom xe A nhanh của bên phía Backlist. Tương tự như bom xe A, bom xe B cũng có một đường long khá dài và có tầm nhìn hướng từ Backlist hướng thẳng về tới đường vào của bom xe này. Khi di chuyển tại long B, chúng ta sẽ phải đi qua một khu vực cầu nước, khi đây là một khu vực rất quan trọng nếu như muốn tấn công được vào trong bom xe B của xe vét chạm phát sóng. Khu vực cầu này sẽ có tầm nhìn hướng về cả mid và cả khu vực hành lang của phía bên tay phải. Còn bên tay trái thì là vị trí được gọi là nước B. Đường tấn công chính của bom xe B từ cầu nước sẽ dẫn tới nhà B, hoặc với một tên gọi tương tự là kho B. Khu vực này là tuyến phòng thủ đầu tiên tại bom xe B dành cho bên phía Gorish trong mỗi round đấu mà Blacklist gây áp lực đến. Khi mà các bạn đã có thể tràn được vào trong bom xe B rồi, đầu tiên chính là khu vực thùng kín, có một chỗ trốn cho tới hai người mà vẫn có thể nấp kín đáo được. Tiếp theo đó là khu vực thùng đồi nằm ở chính giữa bom xe B. Điểm giống nhau ở hai vị trí này là đều đã được thay đổi nguyên liệu từ những chiếc thùng gỗ thành kim loại để tạo ra các chiến thuật phòng thủ mới trong bom xe B. Khu vực cửa B cũng là một nơi chúng ta phải rất cẩn trọng. Và tương tự như bom xe A, bom xe B cũng có được một vị trí được gọi tên là lỗ B. Và như tôi đã cảnh báo từ trước, các bạn hãy thật sự cẩn trọng trong những quyết định mình đưa ra để có thể tạo ra được sự bất ngờ từ khu vực lỗ B này nhé. Và vị trí cuối cùng trong bom xe B có tên gọi là bục đá. Vị trí bục đá cũng là một trong hai tuyến phòng thủ đầu quan trọng tại bom xe B mà các tuyển thủ thường lựa chọn để đứng. Hãy luyện tập cho mình một khả năng êm thật tốt và sẵn sàng đáp trả lại những đợt tấn công của đối phương từ vị trí rất khó chịu này các bạn nhé. Và cuối cùng trong video này, đường mid chính là khu vực cuối cùng tôi muốn giới thiệu cho các bạn để hiểu rõ hơn về phần mà khu vực mid của map đấu CBS chạm phát sóng đang có. Mid của CBS chạm phát sóng chia làm 3 phần. Đầu tiên, đó là khu vực nhà Backlist sẽ gồm có khu vực mid xa, khi đây là nơi tập trung phần lớn thời gian của round đấu mà phe Backlist sẽ di chuyển và đợi những tín hiệu phát động tấn công tới từ người đội trưởng. Kế bên khu vực mid xa, chúng ta có đó là khu vực mid gần. Đây là khu vực hoàn toàn có thể kiểm soát được hướng tấn công lên khu vực hành lang, rồi cả hướng tấn công vào khu vực nước B, và cả phần cuối cùng trong cái khu vực mid này chính là hồi sinh của Goris và cùng với gầm hành lang nữa. Ở khu vực hồi sinh Goris hay gầm hành lang, chúng ta có thể cover được cho bom xe A, bom xe B và cả trên khu vực hành lang bằng cách di chuyển thật khéo léo, cũng như có những tình huống bắn thật chuẩn xác để gây ra sự bất ngờ cho đối phương từ phía bên dưới nhé. Và như vậy thì mình đã giới thiệu sơ qua về map đấu CBS chạm phát sóng cho các bạn rồi. Hy vọng rằng sau video này các bạn sẽ hiểu hơn về CBS chạm phát sóng để có thể tự tin leo rank hoặc tham gia các giải đấu của đột kích trong tầm ngắm. Và chắc chắn rằng mình sẽ quay trở lại trong các video kế tiếp sớm thôi. Và bây giờ thì phải nói lời tạm biệt với các bạn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Trong chế độ đặt bom C4 của đột kích trong tầm ngắm, CBS tàu ngầm là một trong 5 bản đồ thi đấu chính thức của các giải đấu trong nước cũng như quốc tế. Kể từ sau bản Big Update đột kích 3.0 ngày 24 tháng 8 năm 2021, CBS tàu ngầm đã được cập nhật trong chế độ thi đấu xếp hạng cùng với CBS chạm phát sóng, dinh dự cấm, bến cảng và trạm vệ tinh. Ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các vị trí cũng như tên gọi có trong bản đồ CBS tàu ngầm cực kỳ hấp dẫn này nhé. CBS tàu ngầm là một map đấu được thiết kế rất đặc biệt, vậy nên khu vực đầu tiên tôi muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là khu vực đường mid của map đấu này. Mid của CBS tàu ngầm rất rộng và được chia thành 3 phần chính. Đầu tiên đó chính là khu vực mid to. Đây là khu vực chính mà bên phía Blacklist thường sẽ phải tập trung để setup tấn công bom site của bên phía Goris. Mid to chia thành 2 phần. Một là khu vực sàn gỗ bao gồm hướng tấn công xuống khu vực bom site A và có tầm nhìn khá hạn chế nhưng đủ để cho các tay sniper có góc bắn thuận lợi tới từ cả hướng phòng thủ cho dù bạn trở bên phía Goris hay bạn trở bên phía phe tấn công Blacklist đi chăng nữa. Ngay phía sau khu vực sàn gỗ thì chúng ta sẽ tới với khu vực chân cống và khu vực rào. Đây là nơi được đánh dấu phần địa bàn phòng thủ của bên phía Goris với các góc cam rất kín đáo và đòi hỏi Blacklist phải dùng những trái bom khói và bom mù để có thể tấn công và chiếm đóng được những khu vực này. Kế tiếp, ở một hướng tấn công khác, chúng ta có khu vực được gọi là sân mid. Sân mid có diện tích rất rộng để có thể kết nối nhà của Blacklist đến với bom site B. Ở trung tâm sân mid có vị trí được đặt tên là xe ủi.
Đây thường là vị trí cam ban đầu dành cho bên phía Blacklist để tránh những tình huống mà Crobit thường đẩy ép tới từ nơi mà tôi chuẩn bị giới thiệu cho các bạn được đặt tên là Mid nhỏ. Mid nhỏ là một góc vuông có thể trực tiếp tấn công vào trong bom sai B một cách nhanh và bất ngờ nhất mà phe phòng thủ khó lòng mà có thể kiểm soát được. Ngoài ra còn có một vị trí vô cùng đặc biệt, đó chính là khu vực cống. Đây là một đường di chuyển vô cùng nhỏ và chỉ đủ chỗ cho một người chui vừa mà thôi. Đường cống có thể tấn công xuống khu vực mid to và khu vực phía trên của bom sai A một cách bí mật và đầy bất ngờ. Đây thường là nơi mà các tuyển thủ chuyên nghiệp sử dụng để tạo ra đột biến trong những pha triển khai tấn công của mình. Sẽ thật bất ngờ nếu như bên phía Goris đang trở về cứu bom mà bỗng nhiên có một thành viên của Blacklist luồn xuống từ trên cống và gây quấy nhiễu cho toàn bộ đội hình của đối phương nhỉ. Tiếp theo, chúng ta hãy đến với những các hướng tấn công ở trong khu vực bom sai A và các vị trí cũng như tên gọi của nó nhé. Bom sai A của CBS tàu ngầm được thiết kế đúng với cái tên gọi của nó khi được đặt tại một vị trí rất sâu dưới lòng đất và để đòi hỏi muốn tấn công. Và là chào mừng quý bạn thân mến, chúng ta đã cùng quay trở lại với nhau trên kênh sóng của Đội Kích trong tầm ngắm rồi. Và chúng ta đã vừa trải qua một trận đấu playoff đầu tiên có thể nói rằng là rất bùng nổ và rất nhiều cảm xúc phải không nào? Khi mà các anh trai Rumors EVN họ đã lội ngược dòng một cách rất ngoạ mục để tiến đến với trận đấu playoff thứ hai này để đối cùng với một đội tuyển đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, đó chính là Legacy Esports. Chính xác rồi, đây là một cuộc đối đầu vô cùng đầy duyên nợ khi mà ở lượt đi của cái vòng bảng giải đấu CBL 2021 season 2 thì Rumors EVN họ đã làm nên một cái kỳ tích khi chiến thắng đội tuyển top 2 của cái mùa giải trước, đó chính là đội tuyển Legacy với một tỷ số là 2-0. Đúng vậy rồi, và trong trận đấu lượt về thì họ đã hòa nhau với tỷ số 1-1 phải không nào? Đây sẽ là một trận đấu có thể nói rằng là chúng ta đều đang rất mong chờ, nhưng trước hết thì chúng ta hãy cùng điểm qua một chút về giải thưởng của giải đấu để cùng xem các đội tuyển của chúng ta sẽ có những phần giải thưởng như thế nào sau khi vòng playoff cũng như vòng chung kết của giải đấu CBL 2021 mùa thi đấu khép lại. Thì chúng ta có ở đây tổng giải thưởng của giải đấu CBL 2021 mùa thi đấu thứ hai, có tổng giải thưởng là 220 triệu. Đội đứng từ hạng thứ 4 đến hạng thứ 8 sẽ có cho mình 10 triệu đồng tiền thưởng. Và ranking CFVN vừa rồi họ đã cán đích ở vị trí thứ 4 và có cho mình 10 triệu đồng tiền thưởng. Ngoài ra đội tuyển hạng 3 cũng như đội tuyển hạng nhì sẽ là trong trận đấu này đây sẽ quyết định xem đội tuyển nào đứng vị trí thứ 3 sẽ có 30 triệu đồng tiền thưởng, đội đứng ở vị trí thứ 2 sẽ có cho mình, hạng nhì sẽ có 40 triệu đồng thưởng, và đội vô địch của mùa giải năm nay sẽ có cho mình 100 triệu đồng tiền mặt. Chính xác rồi, ít nhất ở thời điểm hiện tại thì cả bên phía của Legacy cũng như là Robot thì họ đã bỏ túi cho mình 30 triệu đồng tiền thưởng rồi. Một số tiền phải nói là tương đối lớn ở thời điểm hiện tại. Và chúng ta hãy cùng điểm qua một chút về bracket thi đấu của cái những cái trận đấu cuối cùng của vòng đấu playoff cũng như là vòng đấu chung kết này, khi chúng ta đang đến với cả trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay, cuộc đối đầu giữa Legacy Esports cũng như là Robot Seven, một trận đấu BO3, một mất một còn, khi đội tuyển chiến thắng sẽ đặt tên mình vào trong trận đấu chung kết ngày mai. Đối thủ của họ đó chính là CBL, đội tuyển đã giành được ngôi vô địch của cái vòng bảng giải đấu CBL. Đúng như vậy rồi, đây sẽ là một kèo BO3 sẽ cực kỳ hứa hẹn và hấp dẫn đây. Và kể cả Legacy Esports hay Robot Seven thì đây là lần đầu tiên họ đến với vòng playoff và họ đang rất khát khao chiến thắng trước Legacy Esports để lần đầu tiên điền tên về mình vào trận chung kết. Còn Legacy thì sao? Họ để thua trận chung kết của mùa 1 với tỷ số 2-0, 0-2 thì chính xác hơn, và họ đang rất muốn trả cái món nợ này trước CLBIL trong trận đấu chung kết của chúng ta. Và bây giờ thì không để quý họ chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến với phần điểm qua đội hình của cả hai đội tuyển trong trận đấu ngày hôm nay. Thì đây là đội hình của bên phía Robot Seven. Các năm chàng trai đã làm nên một, có thể nói rằng là một cơn địa chấn ở trong trận đấu vừa qua, đó chính là Mintech, Đức Toàn, Kami, PM cùng với Airfrog và người chơi dự bị là Tony. Đội hình này của bên phía Robot Seven thì đang có một sự thi đấu không phải là có quá nhiều cá nhân nổi bật, nhưng đó là một sự đồng đều. Đôi khi trong đột kích, trong những chế độ thi đấu đặt bom 5v5 như thế này, sự đồng đều đôi khi nó vẫn hơn rằng là một cá nhân tỏa sáng phải không nào? Và đó là điều mà Robot Seven đã làm. Sự đoàn kết của họ đã giúp cho họ điền tên mình vào trận đấu ngày hôm nay để đối đầu cùng với Legacy Esports. Chính xác rồi. Còn Legacy Esports chúng ta có những cái tên vô cùng quen thuộc ở đây, đó chính là Fookboy, KZ, Nevis, Origami, iScoop cũng như là thành viên dự bị đó chính là Mon. Tuy là chưa thi đấu anh chàng Mon thì chưa thi đấu một cái bất kỳ một cái map đấu nào, một cái đấu nào ở trong cái đội hình của bên phía Legacy Esports cả. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng là một cái chỉ số mà đội hình của Legacy Esports họ thi đấu rất bay ở trong vòng bảng phải không nào? Sau 14 vòng đấu đã qua, họ có tới 4 thành viên có chỉ số attack point lên tới hơn 200 điểm. Và KZ là người chơi có chỉ số attack point thấp nhất mà thôi, nhưng không có một ai có cho mình một chỉ số KD dưới 1.0 cả. Và người chơi có phong độ cao nhất có phải kể đến của bên phía iScoop đang chính là bên phía của Legacy Esports chính là iScoop, khi anh ta có chỉ số KD lên tới 1.6. Còn đây chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu về hai vận
vận động viên có thể nói là nổi bật nhất của hai đội tuyển chính là PM cùng với iScoop. Khi PM anh ta có 335 kill, nằm xuống 304 lần, thi đấu 423 round sau 14 vòng đấu và có chỉ số headshot lên được 0.5. Đây là hai vị trí nó khá tương đồng nhau. Khi PM anh ta cũng thường chơi ở một vị trí là semi smart sniper, nhưng iScoop thì anh ta là một tay sniper thuần hơn và đã có một phong độ cực kỳ hủy diệt. Để nói về chỉ số kill cao nhất của giải đấu thì chúng ta phải nói về iScoop. Anh ta có 425 kill, nằm xuống 262 lần, đã thi đấu 468 round, một chỉ số round có thể nói là đấu rất nhiều. Có chỉ số headshot của anh ta chỉ 0.3 mà thôi. Chính xác rồi. Tuy là so sánh về cái mặt vận động viên nổi bật như thế này thì PM có vẻ như là đang hơi bị thất thế một chút so với iScoop, nhưng chúng ta đã phân tích rất nhiều về bên phía Robot rồi. Đây là một đội tuyển mà thiên nhiều về cái việc phối hợp đồng đội, cũng như là một cái đội tuyển mà có thể nói vui rằng đây là đội tuyển đã có một cái sức mạnh tình bạn trong tất cả những cái gì đã qua. Và đây rồi, chúng ta có được kết quả đối đầu của bên phía Legacy Sport cũng như là Robot 7. Ở lượt đi thì vào ngày 14 tháng 9 thì Robot 7 đã bất ngờ. Đây là cuộc có thể nói rằng là cú địa chấn đầu tiên mà Robot 7 họ tạo ra khi đánh chiến thắng 2-0 trên bên phía của Legacy Sport. Cái điều bất ngờ rằng là cái map đấu chạm vệ tinh, Legacy Sport không thua bất kỳ một đội tuyển nào, chỉ thua đúng Robot mà thôi. Nhưng cho đến thời điểm vòng đấu cuối cùng, vòng đấu 14 thì họ đã để thua trước Celebi2L rồi. Còn đó là một map đấu mà Legacy họ thi đấu rất mạnh, nhưng Robot 7 vẫn rất tự tin vào map đấu thứ hai. Họ giành chiến thắng 13-11 và 2-0 trong lượt đi. Thế còn kết quả của lượt về thì sao nhỉ? Và hai đội tuyển của chúng ta trong ngày 4 tháng 10, và cách đây có khoảng vài ngày mà thôi, đầu tuần thì Robot 7 cùng Legacy đã đối đầu cùng với nhau qua hai map đấu, thì chạm phát sóng cùng với đó là Dinh Thự Cấm. Đó là hai map đấu đã được đưa vào kèo BO2 này. Ở map đấu đầu tiên thì Robot giành chiến thắng với tỷ số 13-11. Map đấu thứ hai thì có vẻ như một cái map đấu mà Robot 7 họ thi đấu rất yếu nên họ đã để thua tỷ số 20 và kết quả 1 đều là diễn biến của trận đấu lượt về. Chính xác rồi, một kết quả thi đấu mà tôi thực sự là đã hoàn toàn bất ngờ về những gì mà đội tuyển Robot 7 họ đã làm được. Và đây rồi, chúng ta có được một những cái ban pick đến từ cả hai đội anh tuyển này. Anh có thấy không, khi mà hai map đấu ở trong trận đấu lượt về đều đã bị ban đi. Map đấu mà Legacy thua là map chạm phát sóng họ ban ngay lập tức. Map đấu mà bên phía của Robot 7 thua là map đấu Dinh Thự Cấm họ cũng ban ngay đi. Và ba map đấu của chúng ta sẽ giống hệt ba map đấu ở trong trận đấu giữa Robot 7 và Ranking 7 ở trong trận BO1 vừa rồi, trận đấu Playoff 1 vừa rồi. Thì chỉ có khác về thứ tự mà thôi. Khi mà map đấu tàu ngầm sẽ là map đấu đầu tiên được đưa vào thi đấu trong kèo BO3 này. Map đấu thứ hai sẽ là map đấu bến cảng và map đấu thứ ba sẽ là map đấu chạm vệ tinh. Ở map đấu tàu ngầm thì bên phía của Robot họ đã lựa chọn tấn công bên phía Blacklist trước. Và đương nhiên rồi, ở hai map đấu còn lại thì bên phía của Legacy họ pick Grovis tại map 2 và map đấu chạm vệ tinh là một map đấu họ có được lượt chiến thắng ở việc tung đồng xu và họ đã lựa chọn phòng thủ rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến luôn với lượt đấu đầu tiên của map đấu tàu ngầm này. Rồi, đây chúng ta có đội hình bên phía Robot với Akami, PM, Đức Toàn, Airfort, Midjack, một đội hình mà đã làm nên một cơn địa chấn trong cái trận đấu playoff đầu tiên, một cú lực ngược dòng vô cùng xuất sắc trước đội tuyển đó chính là Ranking 7. Và bây giờ sẽ là một cái tình huống mà bên phía Robot đang hầu tới hai người ở khu vực mid to, ba hai người ở cái khu vực điều khiển B cũng là một người, đó chính là anh chàng Airfort ở cái khu vực second mid này. Trong khi đó thì sao, Legacy Sport đang phòng thủ tới hai người trong bomb side B, hai người ở A cũng như là một người ở trong cái khu vực mid. Và liệu rằng bên phía Robot 7 họ sẽ nhập cuộc cũng như là họ sẽ tiếp cận với cả cái round đầu tiên này với một cái chiến thuật như thế nào đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, và ở trong trận đấu thứ hai này thì chúng tôi sẽ có một bộ gift code chung mới. Nó sẽ khác so với trận 1 nên các bạn phải thật sự rất lưu ý nhé. Và ngoài ra thì chúng tôi vẫn sẽ có rất nhiều những cái phần gift code drop ở trên phần comment tại trên fanpage Đột Kích Trong Tầm Ngắm, ở trong phiên livestream cũng như là trên kênh YouTube Crossfire Việt Nam. Và bây giờ quay trở lại ở đây, một sự dần nhập cuộc có thể nói ra là rất cẩn thận tới từ bên phía của Robot 7 và cả Legacy. Map đấu tàu ngầm này thì bên phía Robot đã có được một chiến thắng trước Ranking để giúp họ đến được với map đấu thứ ba là map đấu chạm vệ tinh. Nhưng đây sẽ là một cái trận đấu mà Robot họ đang có được sự nhuần nhuyễn về lối chơi hơn khi họ đã khởi đầu ở trong 3 map đấu vừa rồi. Còn Legacy thì họ sẽ phải nhập cuộc như thế nào khi đây sẽ là map đấu đầu tiên của họ. Và đẩy vào đây ra anh ta có focus vào với 3 người liền và anh ta phải nằm xuống ngay lúc đấy. Nevis đang đứng trong vùng góc một này và anh ta đang bị truy đuổi. Nevis đổi được một mạng của Đức Toàn nhưng Kami hạ gục Nevis rồi. Đó là một tướng thủ 2A trước được super thấy càng là quá mạnh mẽ của bên phía Robot 7. Icon đẩy xuống để mắc được Origami. Bây giờ là một tình huống 3 bắn 2 còn lại, nhưng chỉ còn 2 đấu 2 mà thôi. Còn Kami cùng với Mintech trong pha bên phía bên kia, còn Fookboy và iScoop trong tình huống này vẫn còn cơ hội dành cho bên phía của Legacy Sport khi mà iScoop đang cố gắng tiếp cận cái khu vực bom dài từ cái điều khiển A này. Fookboy thì di chuyển từ khu vực cuối A, nhảy xuống đến từ vị trí của Fookboy và đã bị phát hiện vị trí rồi. 19 giây còn lại mà không có cơ hội nào dành cho bên phía các thành viên của Legacy Sport. Điểm số chiến thắng đầu tiên khi Mintech cũng như là Kami đã có tình huống nhả đạn rất tốt với khẩu AK này. Nhập cuộc là khá ổn đến từ bên phía đội hình của Robot 7. Một pha tấn công xuống vực bom xe tương đối bài bản. Và bây giờ họ đã có cho mình
một chút lợi thế trong cái map đầu tiên. Và ở đây Ice cũng đã lên tiếng với khẩu ngắm của mình, người nằm xuống là tay sniper ở phía bên kia PM. Đúng là như vậy rồi, Ice cũng đã lên tiếng và để có một tình huống đối đầu với phía bên kia, PM là phải lên bảng. Hai người chơi chúng ta vừa giới thiệu là hai vận động viên nổi bật thì đã có một pha kèn cựa nhau và Ice Cube là người giành chiến thắng. Một sự nhập cuộc rất tốt tới từ Robot khi họ đã có một bài tấn công xuống bom xe đúng cái thời điểm mà Legacy, KZ và Nevis đã quyết định có đứng giạt ra và chơi chủ động ở cuối A. Và bây giờ mất đi một người như thế này thì bốn người còn lại của Robot sẽ làm gì đây? Vẫn là một lối chơi rất chậm và chắc tới từ bên phía của Robot mà thôi. Chính xác rồi, đối thủ của họ bây giờ đó chính là Legacy Sport, một đội tuyển thi đấu bài bản hơn, kỹ năng cũng có thể được đánh giá là tốt hơn bên phía của Ranking. Một đối thủ thì càng ngày càng mạnh, còn bên phía của Robot 7 thì sao? Thì liệu rằng với cái sức mạnh tình bạn của họ thì cái việc phong độ của đối thủ nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ của đội tuyển này. Với đối thủ mạnh thì không biết được rằng Robot họ có mạnh lên hay không đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem nào, khi mà các thành viên của Robot đang cố gắng stick lại với nhau ở trong cái khu vực mid nhỏ này. Người đi đầu là Đức Toàn, có vào hay không đây? Vẫn quyết định lùi ra rồi. Sẽ là một tình huống mà bên phía của Robot họ quyết định chơi rất cẩn thận khi mà Đức Toàn đã quay ngược trở lại khu vực cuối B này. Lộ súng rồi và Origami trả lại. Chẳng là đẹp vào sai một nhỏ như thế này. Không vượt qua được vị trí của Ice Cube, tiếp tục Origami có mạng. Đổi lại cái mạng của Nevis mà rồi chúng ta cố nhấn nhá ra. Và bây giờ chỉ có một mình Đức Toàn với 9 vòng còn lại ở cái khu vực cuối B này mà thôi. Một tình huống cố gắng tấn vào bom sai B nhưng đó là sự chắc chắn tới từ Legacy ở trong round đấu này. Cân bằng điểm số đó là 1-1. Gift code chung của chúng ta đang được hiển thị ở trên màn hình ở đây rồi. Đây là một bộ gift code chung nó khác so với cái những cái mã dãy mã gift code đầu tiên của trận 1. Chính xác. Mỗi một trận đấu chúng ta sẽ có một những cái dãy mã gift code khác nhau. Đấy chính là những phần thưởng mà các bạn luôn luôn mong muốn là các thành viên Seoul Live đang mang tới cho tất cả những khán giả CPL 2021. Season 2 này và ở đây một trái net tiếp tục chưa có bắt đi cái mạng của Nevis. Một cái tình huống mà Nevis cố gắng cường skill ra ở cái khu vực cửa gỗ mít to này. Bookboy đang phải nấp sau quả smoke có thể cover cho những cái tình huống mà bên phía Robot định tấn công vào khu vực mít to. Nhưng mà Đức Toàn bây giờ quay trở lại khu vực cuối A này. Bên phía bên kia thì có tới hai thành viên của Legacy Sport đang thủ ở đây. Và tiếp tục là KZ phải nằm xuống khi PM đã có một cái pha mà ngắt thẳng vào cái khu vực cuối A này. Đẩy lên là không hợp lý lắm đến các thành viên của Legacy và bây giờ đã phải trả giá bằng cái điểm số chiến thắng thứ hai dành cho bên phía của Robot 7 rồi. Một chiến thuật nó không có quá nhiều sự sáng tạo hay là đòi hỏi điều gì đấy tới từ cả Robot 7 hay Legacy. Bắn chắc là rồi, nhập cuộc nó chắc chắn. Nhưng vừa rồi thì vị trí của PM một lần nữa bị hạ gục tới từ Ice Cube rồi. Với vai trò là một semi sniper, cùng với một tay sniper căng đét như Ice Cube, nó sẽ là khó cho PM một người của Pitfall và cầu bốn rất tốt ở trên mạng của Đức Toàn. Rõ ràng là nếu để so sánh cái kinh nghiệm, Legacy họ cũng đang là một đỉnh đang cao hơn một xíu rồi. Cả Zen hạ gục với Mintech. Nhưng trước đó thì Cookboy đã phải nằm xuống với mạng của Kami và đây là thứ hai bàn bốn. Tiếp tục là Kami. Và bây giờ là hai bàn ba. Bộ đôi của bên phía Robot CV vẫn đang còn khỏe máu và đang cố gắng đẩy vào trong khu bom sai B lúc này. Origami đang ở trong sai để có một hướng lên khu cao B. Có bom nổ được trả vào. Và tiếp tục là Kami đang bắn. Nên nhớ rằng Kami trong trận đấu trước đó anh ta đã thể hiện một phong độ hủy diệt như thế nào với tình huống xử lý cực kỳ xuất sắc của mình. Còn bây giờ thì bên phía của Legacy chỉ còn ba người thôi. Ice Cube còn cho mình ở đó là khoảng một nửa máu. Nó sẽ là cái khó đang đẩy vào rồi. Origami đang bắn đến tăng kẹp ở đây. Với đó là không đổi được một mạng. Nhưng một đấu hai còn lại thì khó quá. Không, double kill của F-Fox là không đủ. Khi mà bên phía của Legacy còn có tận 3 người cơ. Hai đều cho Legacy Sport rồi. Tỏa sáng và Ice Cube đã giúp cho bên phía của Legacy họ cân bằng được cái tỷ số tại cái bản đồ thi đấu. Đó chính là tàu ngầm này. Hãy cùng chờ xem liệu rằng Robot có rất nhiều lợi thế rồi. Ở trong những round đầu tiên thì ở round thứ 5 này họ sẽ tấn công bom site thế nào đây? Họ đang hầu cố rất đông người ở khu vực sân cũng như là khu vực mít to này. Đức Toàn vẫn là người đi đầu trong tình huống tấn công vào trong khu vực mít nhỏ này. Không, vậy chỉ là tránh những cái tình huống mà Legacy họ đẩy ra từ khu vực mít nhỏ cũng như là một tình huống cộng nhau trong khu vực cống mà thôi. Nhập cuộc tương đối an toàn đến từ bên phía của Robot 7. Họ biết được rằng đối thủ của mình là một đội tuyển rất mạnh, thế nên những cái sai lầm là không hề là không được có đến từ những cái pha tấn công như thế này. Air Force sẽ là người đi đầu trong tình huống tấn công vào bom xe A này. Bom xe A đang có ở đây, có một mình Ice Cube mà thôi. Và liệu rằng Ice Cube sẽ đổi mấy trong cái tình huống bắn ngắm trong khu vực tàu bom A này đây? Hãy cùng chờ xem nào. Vẫn chưa có những tín hiệu phát động tấn công đến từ bên phía của hình Robot. Và bây giờ cần những trái flash có thể clear đi cái khu vực đó chính là cuối tàu A gần này và di chuyển vào đây. Ice Cube một tình huống bắn rất đơn giản của chúng ta.
Flash được trả ra bài cũng vẫn đang cố gắng trốn, nhưng các thành viên của bên phía Robot 7 họ phải lùi lại một chút rồi. Footboy đã có mặt để backup cho người đồng đội của mình. Mintech phải làm số vật tiếp theo, đó chính là cái mạo Kami. Các thành viên của Robot đang bị kẹt lại với kia ở vùng cuối tập Boma này. Đã có KZ để cover cho người đồng đội của mình, và đây kia không thể nào mà sống nổi được, toàn cũng phải đi theo người đồng đội của mình mà thôi. Triple kill của Ice Cube trong trận đấu này đã giúp cho bên phía của Legacy Sport họ vừa lên dẫn trước tại cái mặt đầu tàu ngầm với tỷ số là 3-2. Vậy một điểm số mà Legacy họ đã vừa lên dẫn trước ở đây rồi, 3-2 cho đội tuyển đang phòng thủ phía của Goris. Quay trở lại đây khi mà các thành viên của Robot đang cố gắng tấn công vào từ khu vực mid to như thế này. Các thành viên của Legacy họ bị thu hút hết về khu vực bom side B rồi. Ice Cube đang đứng từ khu vực điều khiển A này bắn xuống. Tức toàn hạ gục được một người là Footboy, nhưng bây giờ thì sao? Dưới A đang chẳng có ai cả. Đang có một đường David trở về, có vẻ hơi muộn quá. Còn có tận 4 người của bên phía Robot 7 đang ở dưới bom A. Chính xác là 4 người. Tức toàn đang giữ lại trong khu vực, rất nhiều bom nổ được trả vào và đang cấu đi được rất nhiều máu của bên phía Robot. Wow, KZ ăn chọn cho mình gần như là có bom nổ, còn 8 máu mà thôi. Nếu biết hạ của Vũ Toàn vẫn đang đứng 4 đấu 4. Họ đang có một đường retake với 3 người ở cuối A. Một quả bom nổ để tiếp tục trả vào đây. Retake trả của bóng lan ra rất kịp thời để ngăn chặn cái phía Legacy lan tràn xuống. Khi mà bây giờ tiếp tục trả bom 17 giây để cứu bom thì bóng này vẫn là Legacy mà thôi. Và đó là Mintech và Kami đem về được 2 mạng. KZ và Ice Cube có đáp một kill, đó là một tình huống mà đáp một kill thuộc về cho Mintech thì chính xác hơn. KZ và Ice Cube của F4 và Kami, những 3 đều cho Robot 7 rồi. Hiện tại thì trên kênh YouTube của chúng tôi có Vai Việt Nam, về việc bình chọn đội tuyển chiến thắng đang có 55% tỷ lệ giành chiến thắng nghiêng về cho đội tuyển Legacy Sport của Robot 7, thì họ đang có khoảng tầm đó là 45% có thể khả năng giành chiến thắng mà thôi. Rất xa hơn thành công nào, nhưng đó là F4 đẩy vào để hạ gục được Footboy. Bây giờ đường tấn công Robot 7 rất nhanh, bất ngờ Robot 7 họ mất đi Đức Toàn liên tiếp bị bắt lại trong tình huống di chuyển vừa qua. Một đầu 4 như thế này thì chúng ta đang thấy Robot họ đang rất mạnh mẽ để tràn vào trong khu bom xe B, khi còn đó Ice Cube và KZ trong pha 2 đầu 4 như thế này. Đó là PM tiếp tục vào của Origami và F4 là gì của KV. Ice Cube đang cố gắng bắn, anh ta lấy được mạng của PM rồi. KZ đã đẩy vào nhưng không vượt qua được F4 mà chỉ còn lại một mình vị trí của Ice Cube mà thôi. Đó là 4-3 trong một round đấu mà khoảng hơn 1 phút trôi qua. Bên phía Robot 7 tấn công bom xe B bằng toàn bộ đội của mình, và đó là trái ngọt họ đã đem về ở đây với điểm số thứ 4. Đây là một cái chiến thuật mà đã giúp cho đội tuyển Robot họ vượt qua được ranking ở trong mạng đấu tàu ngầm này. Một cái chiến thuật đẩy ép mà khiến cho đối phương, đội tuyển đang thi đấu ở bên phía Globalist thực sự là quay cuồng trong những cái pha thủ bom sai của mình. Và bây giờ họ lại một lần nữa vươn lên dẫn trước với cái tỷ số 4-3 ở thời điểm hiện tại rồi. Rất nhiều lợi thế được Robot họ hiện thực hóa nó để trở thành một cái tỷ số có lợi cho mình ở trong cái thời điểm hiện tại. Và bây giờ họ đã quyết định chơi một cái trận nó hơi chậm lại một chút, sau chúng ta đó mà họ cố gắng đẩy ép nhanh. Bây giờ thì sao, còn tới đầy đủ cả 5 người. 1 phút 50 giây còn lại, Mintech PM cũng như là người đồng đội sẽ quay ngược trở lại để có thể kiểm soát cái khu vực điều khiển B này. Trong khi đó thì Legacy Sport 3 thành viên đang bắn ở trong khu vực bom xe A cũng như là cái khu vực mid to, để lại Footboy và Ice Cube thủ trong khu vực bom xe B như thế này. Và nếu như Robot đánh vào bom xe B với đầy đủ cả 5 người thì rõ ràng rằng sự phòng thủ của Football cũng là Ice Cube là không đủ. Và bây giờ chỉ còn một mình Ice Cube vào trong khu vực bom xe B mà thôi. Và liệu rằng Robot họ có biết điều này và để tấn công vào khu bom xe B không đây? Tôi nghĩ rằng việc tấn công bom B thời điểm này nó vẫn là chưa thể làm được tới Robot. Họ cần thêm một ít thời gian nữa. Khi mà vị trí của F-Fox đang đi quấy nhiễu khu vực bom xe A và đẩy vào rồi, Ice Cube bắn trở lại khu vực KB này. Một tình huống anh ta di chuyển ở trên này, có sự cover Footboy ở đây. Mintech đẩy lên bắn nạ được Footboy và tiếp đó là double kill của Mintech rồi. Bom sai B đang hoàn toàn clear dành cho bên phía của chính xác là Robot 7. Legacy mất đi hai người phòng thủ sai B của mình. F-Fox đi móc cống và không thấy ai, và anh ta vòng ngược trở lại về mid nhỏ. Bây giờ là một pha bắn 5 đấu 3, tiếp tục mất đi KZ, mất luôn cả vị trí đó là David và cả Origami nữa. Như vậy là 5-3 cho bên phía Robot 7 tại mạng đấu tàu ngầm này. Với những sự tự tin rồi họ đã làm được, họ có được ở trong cái map đấu, trong trận đấu với Ranking 7, thì đây là một cái thế trận mà Ranking Legacy Sport hoàn toàn phải rất cẩn thận. Bởi vì trong những cái thích đối đầu của hai đội tuyển thì Legacy mới chỉ có được một trận hòa và một trận thua mà thôi. Họ chưa giành được chiến thắng một trận chung cuộc nào cả. Chính xác rồi, rõ ràng rằng Robot đang có một cái điểm rơi phong độ rất tốt trong ngày hôm nay. Họ đã đánh bại Ranking 7 với một cái tỷ số 2-1 sau một cái pha lộn ngược dòng, phải nói là vô cùng cảm xúc. Và bây giờ ở thời điểm hiện tại thì họ đang có được một cái điểm số dẫn trước là 5-3 trước một đối thủ rất mạnh như là Legacy Sport. Và bây giờ thì KZ cùng người đồng đội của anh ta đang cố gắng đẩy ra khu vực mid to này, ở cách một bức tường, đó là Mintech cũng như là PM. Không biết được rằng ai sẽ là người đẩy ra đây khi mà có thêm cả Airforce hỗ trợ nữa. Hơi khó, nhưng đang có đẩy mid to 2 người thì đang tập trung với 3 người của bên phía Robot ở đây rồi. Trong mid to đang là ai nhỉ? Và đó là vị trí của KZ. Đang xuống đục tốt tới từ PM. Là KZ nằm xuống rồi.
quá một ngày mà chúng ta đang thấy là Baby Robot đang bắn rất cháy, tiếp tục lên double kill của Mintech. Ba người của Legacy nằm xuống nhưng Icecube phía bên kia vẫn đang tỏa sáng với double kill với cây ngắm của mình. Đó là ba mạng của vị trí Icecube rồi, Đức Toàn hạ gục là Icecube ở đây. Nhưng bây giờ là Origami 1v2, Origami hạ gục được Kami. Những lượng máu còn lại là 96 máu. Đối đầu phía bên kia Đức Toàn còn đang khá khỏe trong pha này. Một pha 1-1. Và chúng ta đang thấy Đức Toàn đẩy về khu vực cuối này. Lộ vị trí rồi, ngay lập tức Đức Toàn kích Origami lên bảng. Và 6-3 cho bên phía của Robot Seven tại bắt đấu tàu ngầm sau khi lượt đấu đầu tiên này khép lại. Một cái tình huống mà Đức Toàn đã bị giật mình trong cái tình huống di chuyển đó. Rõ ràng là chúng ta sẽ đặt một câu hỏi là tại sao để cho hai đội tuyển thi đấu Robot thi đấu một trận thứ hai liên tục như vậy. Nhưng nếu như Robot Seven không thi đấu trận đấu thứ hai này ngay lập tức đúng không nào, thì nó sẽ mất đi cái tính chất của cái thể thức bậc thang loại trực tiếp. Khi mà đội tuyển đứng vị trí thứ tư, nếu như họ bơi lên và giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên, thì rõ ràng họ sẽ có lợi thế về cảm giác mặt tâm lý nữa ở trong cái trận đấu thứ hai. Và PM hạ gục với Icecube, tiếp tục là ba người của bên phía Legacy tan vỡ rồi. Còn lại Fookboy và Origami ở đây mà tôi đối đầu với bốn thành viên của bên phía Robot CVN. Trong quá khứ thì chúng ta đã từng chứng kiến những cái trận đấu lội ngược dòng tới từ Freedom Gaming hay là những đội tuyển như Eva Team hay Boss FPN, và có những trận đấu kể cả Hero King. Nếu như ai nhớ vào trong năm chung kết CBL 2018 nữa, nhưng chỉ chăng là Hero King không thể vượt qua được Boss FPN để giành chức vô địch mà thôi. Họ cũng là đội tuyển đứng ở vị thứ tư và sau đó họ bơi từ dưới lên để lọt đến trận chung kết. Chính xác rồi, đó là một trong những cái mùa giải rất cảm xúc của đội tuyển Hero King. Nhưng quay trở lại ở đây nào, khi mà có một tiếng tấn công từ bên phía của Legacy Spot vào khu vực bom CB, có Đức Toàn và Mintech ở đây, một cái tiếng mà Fookboy đang bị kẹt lại. Và các thành viên của Legacy Sport vẫn chưa vào sai, có thêm cả Origami nhìn thấy được rồi, anh chàng Đức Toàn nữa, nhưng vẫn chỉ là những tiếng nhấp nhả mà thôi. Lộ vị trí từ hai thành viên còn lại của Legacy Sport mà chắc chắn sẽ có một tiếng robot họ đẩy ra đây, trả một trái Plata vào. Toàn nên trốn đi mà thôi, Fookboy bắt được một người là Mintech, vẫn có những trái bom được đáp vào và các thành viên của Legacy Sport họ vẫn chưa di chuyển được. Fookboy bị bắn vào mặt, còn lại cho mình 18 máu và phải lùi về. Đúng vậy, còn hơn 1 phút ở đây, nhưng thời gian nó sẽ chuyển đỏ sớm rồi. Cố gắng đánh vào B, nhưng việc bọc lót nhau ở trong khu vực bom sai B này nó là quá chắc chắn tới từ Robot CFVN. Họ đang có cho mình được một cái lợi thế có thể nói rằng là khá lớn ở trong cái round đấu này. Khi lượng máu còn lại của Fookboy là không quá nhiều, nhưng Origami là một tay tăng cơ có thể nói là luôn luôn đem lại sự đột biến. Khi anh chàng này ở trong mùa 1 cũng đã clear được 5 thành viên của bên phía Celebi trong pha tấn công bom xe ảm bắt đầu dinh tự cấm. Nhưng đây là Robot CFVN, liệu rằng Origami có thể tỏa sáng thêm một lần nữa để cùng với Fookboy đem về round thắng này cho bên phía của Legacy hay không, thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Fookboy đang bắt đầu di chuyển vào điều khiển B, anh ta lạ cùng được PM nhưng Kami lấy được mạng của Fookboy rồi. Thì đó là một pha mà Đức Toàn di chuyển có thể nói rằng là đã bị đánh lừa. Và đây là double kill của Origami, tôi đã nói rồi mà, Origami ta sẽ có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào. Và đó là sơ hở của bên phía Robot CFVN trong một pha Fookboy đã làm tốt cái nhiệm vụ thu hút sự chú ý và lại còn đem về được một mạng nữa để đưa trận đấu về là 1-2 cho Origami, mở đường rất sáng cho Origami và cũng như giúp cho tình huống 2-4 này đó là 4-6 cho bên phía Legacy rồi. Quá tốt, quá xuất sắc đến từ bên phía của đội tuyển Legacy Sport. Có vẻ như là chiến thuật đang được triển khai cũng như là áp dụng quá nhuần nhuyễn đến từ bên phía của đội tuyển này. Hãy cùng chờ xem sau một trận đấu để thua thì liệu rằng Robot họ có thi đấu tập trung lại không đây. Thì chúng ta đang thấy được Air Force, Mintech và cả Kami nữa, ba thành viên đang thi đấu xuất sắc nhất của đội hình Robot đang có lần lượt đó chính là 10, 11 và 9 frag ở thời điểm hiện tại. Đây còn 10 bên rồi đó, cứ Mintech bắn nhưng không thể lấy được mạng của ai cả, chỉ bắn đi một nửa máu của Davis mà thôi. Ranking CFN vừa rồi đã làm mẫu cho Robot với những tình huống sai lầm khi mà họ dẫn trước sâu như thế nào mà vẫn có thể thua được đấy. Thì rõ ràng là bên phía của Robot CFN khi đối đầu cùng với một đội tuyển kỷ luật như Legacy thì tôi tin rằng Legacy hoàn toàn cũng sẽ có thể đưa trận đấu này đến với những diễn biến nó hấp dẫn hơn nữa. Những kết quả chúng ta sẽ không thể dự đoán được đội tuyển nào giành chiến thắng được đâu, bởi vì hoàn toàn là khó đoán với cả Robot Seven và Legacy Sport ở trong cái bác đấu tàu ngầm này. Chính xác rồi, và bây giờ thì sao? Các thành viên của Legacy Sport đang nhìn thấy xe bóc nhá ra, nhìn thấy rất nhiều người mất đi trong tuần 37 máu và lùi lại một chút ở đây. Nhìn thấy là cái Nevis quá ham đấu. Trời ơi, em hạ một Fookboy tiếp tục tấn công vào bom B, Đức Toàn bị mù rồi. Đức Toàn còn 20 máu, anh ta vẫn đang cố gắng bắn không vượt qua được Kami đồng góp phía sau. Tiếp tục là bị em phải lên bảng với mạng lấy coi Kami. Một cú snap tốt tới từ Icecube và 5-6 cho bên phía của Legacy Sport. Nên nhớ rằng là Legacy họ đang là đội tuyển đến với vòng playoff này với vị trí số 2 trên bảng xếp hạng, họ chỉ xếp sau đúng Celebi mà thôi. Nên kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu của họ không phải là một hạng vừa đâu mà Robot Seven có thể hoàn toàn dễ dàng đánh bại được, đúng không nào? Và chúng ta đang mong chờ vào một những cái diễn biến nó hấp dẫn hơn nữa tới từ cả hai đội tuyển của chúng ta. Rõ ràng rằng Robot họ đã mắc rất nhiều lỗi trong cái tình huống thủ hôm sai vừa rồi. Và bây giờ Legacy Sport họ đã rút ngắn được khoảng cách xuống chỉ còn là một trận đấu mà thôi.
Hãy cùng chờ xem KZ cùng những người đồng đội của anh ta làm gì trong round thứ 12 này. Một chỉ số frag cùng khổng lồ của anh chàng Highscoop với 16 frag ở thời điểm hiện tại, vượt trội hoàn toàn so với 4 thành viên còn lại. Và bây giờ thì sao? Effort bị bắn cho mình khoảng tầm nửa máu và phải lùi về cái khu vực nhà đen này để có thể phòng thủ. PM sẽ cover cho người đồng đội của mình khi đang nhá ra ở cái khu vực mid to. Trong khi đó thì Air Force đã phải vác ngắm lên trong cái khu vực cao B này rồi. Legacy Sport đang di chuyển vào cuối B với hình như là đầy đủ cả 5 người, không 4 người thì đúng hơn. Mình đi vào có được cái mạng của nhà Air Force rồi. Được toán bây giờ mới quay ngược trở về, nhưng bây giờ leo lên khu vực cao B sẽ gặp Nia này. Toàn xử tốt hơn như ở đây mà không. Đáp một kill của Đức Toàn là một pha anh ta cố gắng đẩy lên cao B. Mình tất cả cũng được KZ rồi, nhưng mình tất cũng đã phải nằm xuống. Và bây giờ thì Kami sẽ phải là một tình huống xử lý 1v2. Ngày hôm nay thì chúng ta đã chứng kiến Kami xử lý tình huống như thế này rồi. Những đối mặt của anh ta đang là Nevis và Origami. Thì Kami có mạng của Nevis, và đây là một đấu một cùng với cả Origami, nhưng không vượt qua được người chơi có thể được mệnh danh là người chuyên xử lý những pha những tình huống khó cho bên phía của Legacy phải không nào. Và anh ta lại tỏa sáng, và 6 đều cho Legacy ở đây rồi. Họ đã có 3 round liên tiếp để đưa trận đấu này quay trở về vạch xuất phát. Robot 7 đã bị cuốn vào cái nhịp độ mà Legacy tạo ra với những màn tỏa sáng của Icecoop cùng với cả Origami nữa. Chính xác rồi, rõ ràng rằng bên phía của Legacy Sport là một đội tuyển mà không giống như ranking 7. Họ có sự kỷ luật, có những cái tình huống mà sự tỏa sáng cá nhân rất nhiều đến từ vị trí của Icecoop và cả Origami nữa. Kỹ năng của đội tuyển này cũng được đánh giá là nhỉnh hơn một chút so với cả ranking 7, đội tuyển mà Robot họ đã vượt qua trong cái trận đấu trước đó. Và bây giờ thì sao? 5 người của bên phía Legacy Sport đang hold lại ở trong khu vực mid to. Sẽ là một cái tình huống mà di chuyển xuống bom xe A. Khi mà trái smoke đã tan đi rồi, người đi đầu là KZ. KZ ở trong mùa giải đầu tiên khi thi đấu dưới màu áo của Legacy Sport thì đang chơi ở một vị trí tanker, người đi đầu trong những tình huống tấn công. Đúng vậy. Ngày hôm nay nếu như Robot 7 muốn điền tên mình vào trận chung kết thì họ sẽ cần phải nỗ lực không phải là 200 mà đôi khi đến 400% cái phong độ của những gì mà họ đã thể hiện. Nhưng mà Legacy là một đội tuyển khác hoàn toàn so với ranking 7. Thì những cá nhân đang có một phong độ rất cao của mùa giải năm nay. Nhưng quay trở lại với trận đấu thì chúng ta đang thấy Legacy đang tập trung ở khu mid to và cả điều khiển A kia. Nhưng Robot thì đã có một bài counter trở lại là họ quyết định không phòng thủ điều khiển A, bỏ cả rào E nữa. Phòng thủ rất sâu. Những hai thành viên ở dưới bom A đang bị cô lập, đó là Kami và Fox. Chúng ta cần đến với góc nhìn của Kami ở đây. Và ngay lập tức KZ có mạng rồi. Ơ kìa, vị trí của Fox đã phải nằm xuống. Bây giờ là một pha mà vị trí Fuckboy hạ gục được Mintech. Và như vậy đó sẽ là một pha tấn công bom xe dễ dàng của bên phía Legacy. Vượt chiến thuật mà không kiểm soát mid to thì nó có phải là một chiến thuật sai lầm hay không, khi tất cả các đội tuyển phòng thủ bên phía Covid họ đều muốn giữ chắc ở khu vực điều khiển A và khu mid to nhất có thể. Họ hoàn toàn có thể bỏ sai A, nhưng họ không thể nào bỏ điều khiển A được, bởi vì bỏ điều khiển A khác gì là cống nạp luôn sai A cho đối phương đâu. Rõ ràng bây giờ còn là một mình PM 1v5 với 25 giây như thế này. Điểm số thứ tư liên tiếp sẽ thuộc về cho Legacy hay chẳng, thì họ sẽ có cho mình điểm số vươn lên với tỷ số là 7-6. Cái việc mà bỏ cái khu vực mid to đó đã khiến cho bên phía Robot có thể trả ra rất nhiều. Mid to là một khu vực cực kỳ quan trọng tại cái map đấu tàu ngầm này. Nhưng mà từ cái khu vực mid to bạn có thể kiểm soát được hoàn toàn khu vực bom xe A, cũng như là cả cái đường di chuyển vào khu vực rào B nữa. Bây giờ Legacy Sport đã có được round chiến thắng thứ tư liên tiếp rồi. Điểm số đang là 7-6 nghiêng về bên phía đội tuyển đang thi đấu bên phía Blacklist, đó chính là Legacy. Và bây giờ Đức Toàn bị bắn vào từ cái điều khiển B này. Legacy Sport đang gây ra rất nhiều áp lực ở trong khu vực bom xe B. Có Fuckboy, Icecoop và cả Origami nữa. Không chỉ xác là 4 người, cả 5 người rồi. Quyết định một tình huống tấn công thẳng vào khu vực bom xe B. Đức Toàn sẽ gặp nguy hiểm trong một trái nét được đáp ra để giảm tải những cái áp lực mà anh chàng Đức Toàn này nhận gặp phải đến từ Lacta. BM giúp Origami đổi mạng rất nhanh rồi. Double kill, triple kill của BM rồi. Icecoop vẫn đang giữ lại ở đây. BM sẽ lùi về với 37 máu còn lại mà tôi vẫn đang cố gắng nhá ra. Trời ơi, đấu quá mà nên lùi về thì đấu chắc chắn hơn khi mà bên phía Legacy Sport vẫn có còn lại Icecoop. Ồ, nhưng KZ chưa hề phải nằm xuống với sự hỗ trợ của Icecoop ở đây để cắn lấy được Mintech. Tiếp tục lại là BM lên bảng rồi, thì huống bỗng nhiên chỉ còn lại là ai đấu ai. Cái sự tham đấu tới từ bên phía của Robot 7, sự tự tin không cần thiết của họ thì hiện tại nó đã khiến cho trận đấu này về một thế trận cân bằng ở trong round đấu thứ 14 của chúng ta. Tôi đã nói về việc F Fox đang đi chuyển móc ở đây. Nhưng Legacy thì cũng đang rất tỉnh và họ đang kê móc lại tình huống này và đang có một đường di chuyển vào cuối B. Đã có một đường móc vài không, F Fox vẫn đang đợi. Và nhìn thấy nào rồi, ban đó là Kami nằm xuống ở kia. Đang bắn công thủ hay tấn công vậy, và F Fox móc đến nơi rồi, rất may cho bên phía của Robot 7.
Nhưng mà Effort đã có được double kill ở trong khu vực điều khiển B này. Rõ ràng là rằng nếu như không có sự tỏa sáng Effort thì bên phía của Robot họ đã phải trả giá rồi. Khi lần lượt từng người một ra đấu ở đây thì thế nào? Đã nói rằng là Legacy họ không hề giống ranking CFV một chút nào đâu. Và Legacy vẫn đang bình tĩnh, đặc biệt là iScoop. 14 round, anh ta đang có 19 frag ở đây. 19 mạng khó được. Đó là lý do vì sao iScoop là người chơi có số kill cao nhất của giải đấu CFV 2021. Nhưng chúng ta đang hoàn toàn có thể thấy đây là một thế trận cân bằng. Trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta đang dự kiến rằng Cody nó phải đến lúc 12 rồi đấy. Chúng ta đều mong chờ rằng nếu như đó là một trận đấu hấp dẫn thì có khi đến sáng mai cũng được. Boy đã được PM rồi, tại sao lại đẩy ép ở cái thời điểm này nhở? Rõ ràng là Legacy họ bên phía của Robot Seven họ chưa hề hiểu và họ nghĩ rằng họ bắt bài được Legacy. Nhưng không, Legacy là một đội hình rất khó đoán với những tình huống tấn công của mình. Họ sẽ hold ở một cái thời điểm rất lâu với toàn bộ đội hình của mình. Họ sẽ chia ra các hướng để nhìn trái nhìn phải kê móc rồi các hướng có thể đẩy ép. Nên mọi tình huống đi ép ở những khoảng thời gian như thế này là điều không thể khi đối đầu với Legacy. Bây giờ đang xảy ra, nó bắn vào và nó bắn cháy tốt tới từ KZ. KZ đổi mạng KZ ở đây nhưng 3-2. Lợi thế thuộc về cho bên phía của Legacy. Spot họ tấn công xuống Monster khi hai người còn lại của bên phía Robot đang ở trên khu vực điều khiển mà thôi. Bây giờ xuống bom sai thì tới hai người rồi. C4 sẽ được đặt mặt thôi. Họ đang chiếm được kia tầm kiểm soát ở khu vực bom xe A cũng như là khu vực cuối A này. Vẫn còn đó iScoop và cả Origami nữa. Hai người chơi vô cùng xuất sắc của đội hình Legacy. Và bây giờ Đức Toàn và Kami đẩy xuống với cùng một tường. iSpa được một người. Đức Toàn bị kẹp lại và gần như là đang cố gắng cầu xuống ở đây. Một máu rồi. Một máu của Đức Toàn. Rao đằng thứ 8 vẫn nằm chặt trong tay của bên phía. Đó là Legacy Sport rồi. Và bây giờ của iSpot đẩy ra rất đơn giản thôi. Và 8-7 của Legacy. Trận đấu chưa kết thúc. Legacy đang có cho mình điểm số rất quan trọng. Và đây sẽ là đấu bản lề dành cho Legacy nếu như họ giành được chiến thắng. Robot Seven thì sao? Ở trong trận đấu trước thì họ đã comeback rất mạnh ở những mạng đấu đã qua trước ranking Seven. Nhưng chắc tôi sẽ không phải khẳng định lại một lần nữa sự khác biệt của Legacy và ranking đâu. Nhưng bây giờ thì Đức Toàn đang phòng thủ trong nhà đen, PM vẫn bắn ở cuối B mà thôi. Robot họ thi đấu ở bên phía Blacklist side, họ luôn luôn có những tình huống đẩy ép. Những tình huống đẩy ép đó đã mang lại điểm số cho họ. Nhưng nên nhớ rằng đó là khi họ thi đấu ở bên phía Blacklist. Còn bây giờ họ đang thi đấu ở bên phía Globalist. Họ cần những cái tình huống mà thi đấu nó chắc chắn hơn. Thay vì việc đẩy ép cũng như đổi mạng như những gì họ đã làm được ở lần thi đấu đầu tiên. Có vẻ như họ đã hơi cuốn vào cái lối chơi để ép đó để rồi từ từ đã nào cũng coi đang cố gắng tấn công vào khúc cuối B như thế này, sống thẳng lên cái mức cao B ở đây. Origami đổi được cái mạng kèm rồi nhưng ngay lập tức Đức Toàn có mặt kịp thời để cover những đồng đội của mình. Đất đẩy về đúng một rào B nhưng di chuyển đơn giản quá thì đó là Đức Toàn vẫn đang nỗ lực ở trong bom sai B với 3 mạng có được rồi. Cái double kill của mình một tình huống bắn từ trước đó nữa thì bây giờ chúng ta đang thấy rằng còn là iScoop và KZ trong tình huống này, đó là hai bắn đai rồi. Kami hạ gục được KZ, còn là một mình iScoop xử lý ở đây. iScoop còn 95 máu, có C4 trong tay. Anh ta sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Đó sẽ là một đấu hài và đã vòng về khu bom xe A rồi. Còn iScoop tức là còn cơ hội dành cho các fan của Legacy Sport. Họ có thể mơ về một cái tình huống 1v2 thành công. Bây giờ iScoop sẽ với khẩu ngắm của mình đang di chuyển xuống khu vực bom xe A. Trong khi đó thì Kami và iSport vẫn đang bị thu hút sự chú ý ở khu vực bom xe B cơ. Quyết định đặt một trái bom. Và nếu đặt bom như thế này thì lại sẽ là một tình huống di chuyển về khu vực cuối A. Anh ta đứng luôn trong side để đấu rồi. iScoop là một người chơi rất tự tin vào phía cuối A. Mở góc ngắm lên khu vực cao này, đẩy lên để kê vào thế chủ động trước, chiếm lấy cái thế chủ động ở khu vực cuối A này. Nhưng bên phía của Robot thì trông giống họ sẽ không đẩy xuống khu vực cuối A đâu. Họ sẽ di chuyển bằng đường cầu thang. Và họ đang đẩy đến nơi rồi, và đây là Kami. Một tiếng nhảy trách vào. Và Kami đồng đội của anh ta đầu nhảy vào. Đến đó làm đúng nhảy tốt tới từ Kami để bắt bài iScoop. Và hai người cùng bắn thế này, iScoop vẫn đang có một mạng. Và anh ta đang bỏ chạy đi. Xử lý rất tay tới từ vị trí của iScoop. Kami không kịp rồi. Chắc chắn là không thể kịp tới từ Kami. Họ mất quá nhiều thời gian ở trên khu vực điều khiển A. Và iScoop một lần nữa đem về rao thắng cực kỳ quan trọng cho Legacy Sport. Đúng là King of Class của Legacy. Và anh ta đem về điểm số thứ 9 ở đây. Một pha rõ ràng là Robot họ mất rất nhiều thời gian và check ở những cái khu vực trên điều khiển A quá lâu. Tôi không hiểu họ phải làm gì đấy. 45 giây nhỉ? Không, chính xác là 20 giây họ bắt đầu mới di chuyển từ trên xuống. Thì rõ ràng họ mất, tại sao mất đến hơn 30 giây cho tình huống để đi check cái gì tôi không hiểu. Và bây giờ là một tình huống một round nữa thôi. Điểm số đầu tiên là Dota 3 đến rất gần với bên phía Legacy rồi, nhưng đang có điều đẩy ép tới từ F4 để hạ gục Origami. Trong trận đấu ở vòng chính xác hơn là vòng bảng ở trận lượt về, bắt cài rất nhiều đây bên phía của Legacy Sport đều di chuyển móc lốp của mình vào đây. Anh ta lại làm được một điều tương tự như thế khi đã hạ gục được Football và Origami rồi.
tiếp tục lại đẩy ra 3 bàn với Fox và anh ta phải nằm xuống. Nhưng 1 đổi 3 nó là quá tuyệt vời rồi. Nào đồng đội bắn chết 3 rồi mà còn để thua thì tôi chịu đấy nhé. Nhưng vẫn thì còn nói iScoop và KZ 24 mạng của iScoop cho trận đấu như thế này. Rõ ràng là một chỉ số hoàn toàn vượt trội hơn so với cả các những thành viên còn lại. Và Legacy Sport đang bay với một đôi cánh, đó chính là đôi cánh của iScoop. Và bây giờ KZ sẽ đẩy vào vực khúc cuối B này. Đối đầu với anh ta là PM, nhưng góc này chắc chắn sẽ phải chết vào PM. Và đấy bị hạ gục bởi anh chàng KZ rồi. 2 vs 3 thời gian hiện tại. Effort làm 3 rồi đấy. Và liệu rằng những người đồng đội của anh ta có phụ lòng của anh chàng Effort hay không đây? Khi mà tiếp tục ở đây muốn tấn công vào nhưng mà từ từ đã nào, KZ vẫn đang bị kẹt lại. Nhưng mà iScoop ở đâu? iScoop đã quay về khu vực B này rồi. Chỉ đợi iScoop bắt người thôi. Hãy cho tôi xem view của iScoop đi nào, xem anh ta sẽ xử lý một tình huống này như thế nào đây. Một tình huống mà iScoop anh ta đang cố gắng di chuyển ở cuối B để bắt người. Đức Toàn đang ở trong side với 51 máu. Ba thành viên của bên phía Robot đang co cụm lại. Nhặt bom tới từ KZ rồi. Liệu rằng KZ có cover được cho iScoop ổn trong tình huống này hay không, khi đây là một ngày mà KZ cũng đang có một phong độ ít nhất cho điểm này là tròn vai với 11 frag có được. Nhưng họ đang đánh về khu bom xe A. Khi mà KZ vẫn đang cầm bom ở B, iScoop sẽ lại là một chiến thuật quấy rối nữa một lần nữa tới từ bên phía của Legacy. Nhưng sao lại đẩy ra từ cái điểm này nhỉ? Kìa, thật sự là bên phía của Robot nó đang có tình huống phòng thủ sai. Tôi nghĩ rằng nó đang gây rất nhiều ức chế cho người xem. Họ không nên đẩy. Rõ ràng rằng họ đang thi đấu ở bên phía Globalis và khoảng thời gian mà họ hơn người đẩy như thế này. Sao nhưng mà cái vấn đề là họ đẩy điều khiển B rồi mà vẫn không để về A được. Và đó là về chiếu KZ cùng iScoop đã đi chuyển xuống bom A một cách dễ dàng ở đây. Và thế trận nó sẽ là 50-50. Và bây giờ C4 sẽ được đặt xuống ở khu vực bom xe A mà thôi. KZ đắp trái C4 như thế này sẽ là mục tiêu phòng thủ ở khu vực cuối A. Và Mintech cũng như là Kami bây giờ sẽ bị kẹt ở khu vực điều khiển A này rất lâu rồi. Cơ hội đang là còn nguyên cho bên phía của Legacy. Sau một round đấu mà họ đã bị đối phương đẩy để ép. Và đó là một round mà F-Fox đã có 3 kill. Nhưng bây giờ thì đó là KZ hạ cùng được Kami rồi. Đồng đội giết 3 mà xong cuối cùng là chết hết à? Chịu. F-Fox chắc quả là chắc là phát rồ lên mất trong cái tình huống đó. Nhưng iScoop 25 frag của anh ta hạ nằm xuống 9 lần và 1-0 cho bên phía của Legacy. Robot bắn hay nhưng cái kinh nghiệm và cái sự cái đầu lạnh của họ vẫn đang không thể giữ lại được cho bên phía đội tuyển của mình được một chiến thắng phải không nào? Chính xác rồi, những cái họ đang thi đấu ở bên phía Globalist mà tại sao họ lại có những tình huống để ép, nó thực sự là quá khó hiểu. Ở những khoảng thời gian đầu tiên của round đấu họ đã để ép, họ đã mất người rồi. Air Force ở round đấu cuối cùng anh ta để ép nhưng anh ta có được 3 mạng. Những người đồng đội còn lại thì lại có những cái pha xử lý nó thực sự là không thể nào mà không có thể nhận duyên với nhau. Không sao là ba người chỉ cần ở cùng một chỗ với nhau, đi cùng nhau, thế là xong, đúng không nào? Nhưng mỗi người đi một nơi. Và Legacy là một đội tuyển họ, ngoài việc có skill tốt, họ là một đội tuyển nghiên cứu về những cái tactical, những cái chiến thuật nó là rất kỹ nữa. Vậy nên là vì sao trong round vừa rồi, ở trong tình huống 2 bắn 4 trước đó giữa Fookboy cùng với vẫn lại là Origami, thì Fookboy được đẩy về ở trong khu bom xe để quấy nhiễu, thu hút sự chú ý của bên phía Robot. Và sau đó thì Origami dễ dàng móc vào phía đằng sau đánh tọc sườn các đại biểu bên phía của chính là Robot Seven. Và trong round đấu vừa rồi cũng là một chiến lược tương tự như vậy. Họ đẩy iScoop về A để thu hút các thành viên bên phía của đó chính là Robot Seven. Nhưng cái điều mà tôi nghĩ rằng KZ không ngờ rằng ôi tự dưng lại có người đẩy cuối B ở thời điểm này. Bỗng nhiên là như vậy. Thế là thôi, hai đấu hai đẩy xuống bom A. Mà đẩy khu vực cuối B ở thời điểm đó nó không đem lại được một cái thông tin gì cả rồi. Bởi vì cũng không biết là đối thủ đánh A hay đối thủ đánh B, bởi vì thời gian nó còn có rất nhiều. Nếu như đẩy B ở thời điểm đó thì nếu như mà là bên phía Robot họ muốn đẩy thì họ nên đẩy với số lượng đông người chứ không phải là đúng đẩy vậy, một người là đẩy cả ba người, hai là không có đẩy gì hết. Chính xác. Đối thủ đặt bom và về cứu hoặc họ sẽ phải phòng thủ ở mid to. Cái điều mà bên phía Robot họ đã không làm được ở trong cái map đấu vừa rồi đó chính là phòng thủ tốt khu vực mid to. Họ luôn luôn thả đúng vậy. Rõ ràng F-Fox bắn bên chết 3 rồi và cuối cùng còn lại là 4 đấu 2 nhưng cũng không thể giành được chiến thắng. Thì Legacy với bản lĩnh của họ vẫn đã làm nên chuyện ở đây. Có chăng là chúng ta không hề có một sự tiếc nuối là cho bên phía của Robot cả. Đây là một cái sự mà họ đang thi đấu khá tắc trách ở map đấu đầu tiên này với sự chủ quan của mình. Chúng ta nên nhìn nhận một cách thực tế và khách quan hơn. Và map đấu thứ hai, map đấu bến cảng, đó là một map đấu mà bên phía của Legacy họ đã thi đấu ở trong cái vòng playoff của giải đấu CFL 2021 mùa đầu tiên của chúng ta vào tháng 6 vừa qua. Đó là những trận đấu rất cảm xúc trước ranking CFL, nhưng đây là một vòng đấu đối thủ đã không của họ đã không vào ranking nữa rồi. Thì đó là Robot CFL map đấu bến cảng này thì ngay chính bản thân Legacy đã thua hai lần. Không, một lần thôi, một lần. Chính xác là một lần là lượt đi. Và họ đã để thua với một tỷ số là 13-10. Và họ phải đến với lượt extra. Vậy nên đây sẽ là một map đấu khó cho Robot CFL khi mà một ngày có những trận đấu knock out và sống còn như thế này với một đội tuyển thi đấu kỷ luật như Legacy Esports thì Robot sẽ khó lòng để giành chiến thắng đấy. Và hy vọng rằng
mọi thứ nó sẽ diễn ra suôn sẻ cho cả hai đội tuyển của chúng ta và sẽ có được một map đầu thi đấu thăng hoa tới từ cả Legacy Sport cũng như Robot Seven. Rõ ràng rằng đây một đội tuyển Robot Seven thi đấu tại cái bản đồ đó chính là tàu ngầm. Đối đầu với cả bên phía của Legacy Sport nó không giống như Robot đã đối đầu với cả Ranking Seven. Quay trở lại những diễn biến tại map đầu thứ hai bản đồ thi đấu bến cảng này. Bên phía của Legacy Sport họ sẽ là những người phòng thủ bom sai trước, còn Robot họ sẽ tấn công bom sai với một tình huống bắn đánh bại đến phút cầu mid tại bắt tại Skype rồi. Một tình huống bắn rất chủ động đến từ anh chàng Đức Toàn, người đã tiếp tục là double kill Đức Toàn. Nhưng Nevin đã có mặt kịp thời để đổi mạng của anh ta. Bây giờ lợi thế đã thuộc về các thành viên của Robot Seven. Mất đi phút coi cũng lại Skype rồi. Nevin trả ra một trái smoke nó hơi lỗi một chút nhưng không sao cả. Không có quá nhiều áp lực ở đây. Oyami một tình huống mà Effort đã bắn rất chủ động cho tình huống đẩy mid đó. Và bây giờ đội hình của Legacy Sport còn lại Nevis cũng là KZ mà thôi. KZ đổi cái mạng của anh chàng Effort rất nhanh. Và bây giờ ba thành viên của Robot Seven họ đang di chuyển hết về khu vực bom xe. Họ đã chiếm được bom sai rồi và trái tim sẽ được đặt mà thôi. Đã có Tony trong đội hình của bên phía Robot rồi. Người đội trưởng đã quay trở lại. Vậy Tony sẽ thay thế cho ai nhỉ? PM à? Xác rồi. Rằng liệu dòng sự thay thế này của Tony có giúp cho bên phía của Robot Seven có cho mình được một cái sự khác biệt hay không? Bây giờ thì đó là những tất cả của KZ. Tony đang ở trên khu vực cao A. Đây là Kami bắn tốt và điểm số đầu tiên thuộc về cho Robot Seven tại map đồ bến cảng này. 1-0, 1-0 cho Robot Seven với một tình huống tấn công bom xe A tốt và phòng thủ của trái C4 đó. Chính xác rồi. Một trong những cái tình huống mà bên phía Robot họ đã tỏa sáng với pha double kill Đức Toàn. Khi anh ta đã di chuyển lên mid rất tự tin và bây giờ quay trở lại với cả những diễn biến tại đầu thứ hai. Cùng chờ xem nào, sự bổ sung của Tony liệu rằng sẽ mang lại một luồng gió mới dành cho bên phía của Robot hay không đây. Đập cụt rất tốt và bây giờ thì Nevis cùng với cả Oreami sẽ là hai thành viên phòng thủ ở cái khu vực đó chính là khu vực bom xe B. Nhưng ở khu vực bom xe A này sẽ bắt được cái bạo của Kami rồi. Những cái tình huống mà Kami có vẻ như đang hơi nhờn ở trong khu vực Long A đó. Effort di chuyển lên ở mid có tình huống mắt kẹp của Đức Toàn nhưng không bắt được ai cả. Bên phía của Legacy Sport họ chưa mất đi một... không ai mất đi một lượng máu nào cả. Những tình huống thủ rất sâu mong sai mà thôi. Trong khi đó thì Robot bây giờ họ mất đi Kami rồi. Effort còn rất yêu máu. Không chính xác, Effort là cho mình khoảng tầm 60 máu nhưng họ hoàn toàn bế tắc trong những cái tình huống di chuyển của mình. Nếu như họ làm tốt hơn ở map đầu tiên thì có thể tiến tới cái map đầu thứ hai này và KZ tiếp tục bắt đi cái mạng của Effort. Nhưng Đức Toàn đã leo lên đến cái khu vực cao A này rồi. Nhưng mà KZ ở dưới cũng biết điều này. Ở đây bắt được một tại Đức Toàn đang không kill đang trước có mà bây giờ mới có đến từ vị trí Đức Toàn. Một tình huống bỏ rất khéo đến từ Đức Toàn. Bây giờ anh ta đã đổi được hai mạng và để cân bằng cái tỷ số về người hiện tại đang là 3-3. Origami và Ice Cube đã kiểm soát được hoàn toàn khu vực mid nhưng trái C4 đang được ship lên ở cái khu vực bom xe A này. Origami đang cố gắng phòng thủ nhưng smoke che đi là quá nhiều. Và bây giờ C4 sẽ được thiết lập ở khu vực bom xe A mà thôi. Đức Toàn với double kill của mình thì bây giờ vẫn còn tới 42 máu và đang phòng thủ ở cái khu vực chân cao A này. Hãy cùng chờ xem nào, 35 giây còn lại dành cho những nỗ lực của Nevis, Ice Cube và cả Origami nữa. Đúng vậy. Đây là một tình huống 3 đấu 3. Họ đang phòng thủ trái C4 với việc còn 25 giây. Kìa, Ice Cube móc đến dễ quá và Tony nằm xuống double kill cho Ice Cube kìa. Tại sao lại kế vóc vào này thì cấu nhở? Và đó là ba mạng của Ice Cube. Công việc của KZ với cả David là... À không, đó là Origami và David chỉ đến gỡ bom mà thôi. Một đều cho bên phía Legacy. Thôi, Tony ơi! Tỉnh táo lại tí Tony ơi! Tại sao lại có thể có một tình huống đứng ngồi dưới cống và quay lưng lại Long A như vậy được nhở? Chúng quay trở lại trong trận đấu này. Một diễn biến tiếp theo của đầu thứ 3 chúng ta đang hoàn toàn có thể thấy Legacy họ vẫn đang bắn với cái nhịp độ chậm và chắc quen thuộc của họ thôi. Đây là một map đấu mà Legacy họ rất thích. Bởi vì họ cũng đã lọt đến trận chung kết CBL. Rồi họ cũng đã giành được tấm vé tham dự giải đấu CBS Park Ionite Sun Cup cũng tại map bến cảng này. Nhưng đây là một map đấu mà trong vòng bảng thì họ thi đấu khá là bất ổn định. Đức Toàn vẫn đang bị quay cuồng những tình huống KZ đục vào. Nevis cùng KZ đang có một tình huống ép lên khu vực cầm mid này. Thêm cả Origami nữa để có thể kiểm soát luôn cả cái hầm bền. Và Đức Toàn đã không thể là múa may quay cuồng trong những tình huống mà lần thứ 3 thì phải. Anh ta quyết định bunny lên cái khu vực cầu mid đó. Và bây giờ Effort đã chiếm lại được cái hầm mid rồi. Nhưng các thành viên của bên Legacy Sport đâu rồi? Họ lùi về rồi thì phải lùi rất nhanh. Những tình huống chiếm cũng như là bắt người thì bây giờ Legacy Sport đã chơi chậm lại. Họ đã chơi chắc chắn hơn trong cái tình huống tấn công, không chính xác là chiếm cái khu vực cầm B này. Và bây giờ thì Robot họ mới quay ngược trở lại để có thể kiểm soát cái khu vực quan trọng, đó chính là hầm B cũng là hầm mid. Đúng là như vậy rồi. Chúng ta có thể thấy ở đây thì bên phía của Legacy Sport họ vẫn đang phòng thủ với 2 mid, 1 B và cùng với 2 A. Tấn công vào bom B rồi Footboy đã chạm một flash ra. Đã có David từ mid trở về để cover cho đồng đội của mình ở trong bom xe B là Footboy.
rất bình tĩnh rồi. Ôi, Vitek 4 gửi về đây luôn rồi. Rồi, đó là làm sao Tony hạ được David với quả bóng nổ đứng đáp bờ kia của Tony. Tony vẫn đang cố gắng bắn trong bên. Tony ơi, cầm Bobby đâu đấy em ơi. Quay trở lại đi, vào đây còn một tình huống mà Tony đang cố gắng bắn mình về bên kia đầu quá. Lộ rồi, bắt bài rất nhanh rồi. Một pha trả bom vào, bị mù. Và sau đó đã có quay đi quay lại, có mấy giây đã có 4 người ở trong bên đợi sẵn như thế. Thì đỡ làm sao được đây, 2-1 cho Legacy Sport. Tiếp tục là ép ở lên ở cái khu vực cầm bên này với 4 người. Và liệu rằng robot có chui vào cái bẫy này không? Để khi đang có tới 3 người của robot đang di chuyển ở đây. Và cầu xuống ở đây rồi. Thì không cho Dice có được cái tác công kill của mình. Tiếp tục cầu xuống tác đổi được cái mạng của Aramy. Nhưng vẫn còn đó Tony cùng Kami. KZ lấy thêm được cái mạng của Air Force nữa. Một tình huống mà cả hai đội tuyển đều muốn chiếm cái bẫy này. Nhưng người lợi thế hơn đó chính là đội tuyển Legacy Sport với 3 mạng của đối phương. Chỉ đổi lại một mạng của Aramy mà thôi. Quá lãi trong cái tình huống mà đẩy lên thằng B đó. Và bây giờ là 2 bắn 4 rồi. Rất tốt lên cái khu vực gần bên này. KZ thì hoàn toàn thoải mái để có thể kiểm soát lại cái khu vực long A. Và bây giờ robot họ biết đi đâu về đâu đây khi họ chỉ còn Kami cũng như là Tony. Hai người mỗi người còn lại cho mình khoảng tầm gần 50 máu. C4 vẫn còn nhưng bây giờ cái lưới mà bên phía Legacy Sport họ đã răng ra chỉ đợi cho robot họ chui vào thôi. KZ đã móc tới âm B rồi. Và bây giờ thế gọng kìm đã được thiết lập và không biết được rằng Tony có biết được điều này hay không đây. Vẫn là những tình huống tấn công bóng ra B. Ice bắt được thêm cái bảo Kami nữa. Tony bây giờ không thể nào mà có thể chống đỡ được. Cái này cũng đã móc tới nơi rồi. Chuyển số chiến thắng thứ 3 tương đối dễ dàng dành cho bên phía của Legacy Sport. Và sẽ có một bao đây. Bằng map đấu đầu tiên, Robot CFV họ nhập cuộc hay bao nhiêu? Thì có vẻ như là đây là một, nếu như để nói về thể thức bậc thang của chúng ta, bậc thang loại trực tiếp này, thì đây sẽ là một thể thức đòi hỏi một cái thể lực rất lớn. Khi mà rõ ràng rồi, các bạn đến với vòng playoff với vị trí thấp hơn các đội tuyển khác thì các bạn không thể nào đòi hỏi rằng là mình sẽ phải thi đấu với những số trận hay là những cái khoảng thời gian nó ngang phèo với các đội tuyển đứng ở phía trên được. Rõ ràng hơn trong 14 vòng đấu, đội tuyển nào thi đấu tốt hơn thì đội tuyển đấy sẽ có lợi thế ở vòng playoff này thôi. Giống như Celeb BIL, họ chỉ cần bắn một trận là cũng có thể đến được với trận chung kết. Legacy đứng vị thứ hai thì phải bắn 2 trận. Còn rõ ràng đứng ở vị thứ 3 và thứ 4 thì phải 3 trận thì mới có thể tìm được đến với chức vô địch rồi. Và để chuẩn bị, thay vì ngoài cái những cái chiến thuật, ngoài một cái kỹ năng tốt, một cái tâm lý ổn định, thì chúng ta còn phải chuẩn bị cho mình một cái kèo thể lực nữa. Bởi vì các bạn có nhớ rằng là Legacy Sport Ranking CFVN, những người chơi họ đã thi đấu căng như thế nào ở vòng playoff mùa trước không? Khi mà bắn đến có thể nói rằng là một map đầu nó kéo dài đến bằng cả như một kèo BO3 vậy, thật sự. Khi mà chúng ta chưa có cái luật thi đấu đó chính là Golden Dragon. Đúng vậy, và rõ ràng những hai đội tuyển vẫn bắn vẫn rất cháy, Legacy vẫn giữ được cho mình được một cái chính xác là ranking CFN nữa. Họ bắn được một trận trước đó rồi bắn một trận phía sau, họ vẫn giữ được cái thể lực, đúng không nào? Chúng ta ngồi trước màn hình máy tính có thể nói rằng là kéo dài đến khoảng 3 đến 4 tiếng trong một tối và thi đấu với mức áp lực căng thẳng liên tục như vậy thì nó không phải là một điều dễ dàng. Khi các đội tuyển chuyên nghiệp của chúng ta thì mới thấy rằng là các vận động viên đứng hàng đầu như kiểu các đội tuyển như kiểu CBIL, vì sao mà họ lại có được một cái bản lĩnh thi đấu nó nhẹ, trông thì có vẻ dễ dàng nhưng họ đã phải trải qua một cái quãng thời gian có thể nói là khổ luyện rồi thi đấu căng thẳng suốt liên tục nhiều giờ đồng hồ thì mới có được bản lĩnh tâm lý thi đấu như vậy. Và Robot CFVN là một đội tuyển trẻ, chúng ta kỳ vọng họ sẽ có được màn thể hiện xuất sắc và họ đã làm được trước đây khi CFVN. Nhưng nếu như ở trong trận đấu này họ không thay đổi về được cái tâm lý thi đấu của mình, ít nhất là phải sốc lại tinh thần thi đấu với nhau mà ngủ quên thì đằng trước ranking thì nó sẽ là hoàn toàn bỏ phí và chỉ giành được hạng 3 chung cuộc thì sẽ là rất đáng tiếc, hoặc ít nhất phải kể cho chúng ta một trận đấu nó hấp dẫn hơn. Chính xác rồi. Những gì mà đội tuyển Robot Seven họ đang làm được thì khiến tôi liên tưởng đến những cái đội tuyển ở trong quá khứ mà họ cũng có được một cái phong độ rất là ngưỡng mộ ở trong những cái mùa giải CFL đã qua. Đó chính là đội tuyển Hero King ở giải 2018 hay là Bon Evil ở những mùa giải 2016-2017. Những đội tuyển mà họ cũng không được đánh giá quá cao ở trong cái vòng bảng, nhưng khi thi đấu đến với cả vòng đấu chung kết thì họ đã liên tục với cũng một cái thể thức thi đấu bậc thang như vậy và họ đã có được những chiến thắng vô cùng quan trọng trước những đội tuyển hàng đầu của đội kịch Việt Nam ở thời điểm đó. Và rõ ràng là thời điểm đấy là thể thức nó khắc nghiệt hơn rất nhiều, là chúng ta phải bắn 3 trận liên tiếp. Chính xác. Chứ không phải là 2 trận như bây giờ. Và rõ ràng là bắn 3 trận liên tiếp mà bơi từ dưới lên, nó là các đó bắn đúng nhiều từ sáng đến chiều luôn đó các bạn. Nhưng chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu ở đây. Khi mà chỉ chia sẻ một chút về những cái sự khó khăn hay là những cái thứ mà các vận động viên Việt của chúng ta đang gặp phải khi phải thi đấu ở trên đấu trường chuyên nghiệp mà thôi. Và nếu như các bạn muốn hướng đến một cái sự nghiệp esports đột kích chuyên nghiệp thì hãy chuẩn bị cho mình rất nhiều về trong cái bộ hành trang các bạn nhé, để sẵn sàng tham gia các giải đấu kế tiếp của đột kích trong mùa giải năm 2022. Và quay trở lại ở đây, chúng ta là 3-1 cho bên phía của Legacy. Một tiếng Đức Toàn bay nhảy tốt ở khu vực cầu này để lấy được mạng của Football, nhưng Origami đã kiểm soát ở khu vực hầm mid này rồi. Legacy đang áp dụng một cái chiến thuật mà ở mùa giải năm nay chúng ta đang thấy rất nhiều
tới từ các đội tuyển tới từ Trung Quốc ở tại mắt đồ bến cảng này, thì họ sẽ thường bỏ trống khu vực bom xe A khi chỉ có một người thôi. Khu vực mid cũng không phải quá tắc kè, khu vực cầu mid quá nhiều. Họ kiểm soát khu vực mid bằng đường hầm, đó là họ kiểm soát hầm B và cả hầm mid để chiếm lấy thế chủ động từ hai hướng bắn và có thể thọc sườn đối phương ở bất cứ lúc nào và đem về lượng nhiều lượng thông tin hơn. Legacy đang là đội tuyển làm tốt điều đó, và kể cả như CBIL họ cũng đang vận hành cái mắt đồ bến cảng để với một chiến thuật tương tự như vậy. Chính xác rồi, cái khu vực cầm B là một vị trí cực kỳ quan trọng khi bên phía của đội tuyển phòng thủ có thể chống đỡ được những đòn tấn công vào bom xe B nhanh, cũng như là những cái tình huống mà có thể cover được cho bom xe A bằng đường cống nếu như mà đối thủ tấn công vào bằng đường long A. Đó là một vị trí cực kỳ quan trọng và Legacy Sport họ đã kiểm soát rất tốt ở trong đầu với cả Robot Seven này. Hãy cùng chờ xem nào. Bắt đầu có những tiêu tấn công đến từ bên phía của Robot lên khu bom xe A, và Ice Cube đã bắn tốt với cầu ngắm của mình ngắm được Tony. Vẫn còn nó Kami đang cầu xuống ở KZ tiếp tục ở đây, và người chiến thắng đó chính là anh chàng KZ. Thêm một bạn nữa để cho Ice Cube và Demintech chiếm được cái khu vực cao A này bằng mạng của anh chàng KZ, thì ngay lập tức Origami đã có mặt. Và mình thật quá đơn thương được 3 trong cái tình huống 1-3 đó và không thể nào được chống đỡ nổi. Điểm số chiến thắng thứ 4 dành cho bên phía Legacy Sport tương đối dễ dàng. Đúng vậy rồi, 4-1. Chúng ta đang thấy rằng một sự nhập cuộc trong đấu thứ hai này. Và các fan của Legacy thì nếu như cứ tiếp tục theo dõi đội tuyển mình đang thi đấu với phong độ như thế này thì tôi nghĩ rằng họ đang dục dịch chuẩn bị ăn mừng trước cái trận đấu với họ này rồi. Và để đến với trận chung kết, nhưng David hạ gục được Airfox và bây giờ là một tình huống 4 người thôi, tiếp tục là KZ hay không Đức Toàn, thì nó rất rời rạc. Cái sự bài bản của bên phía Robot đâu rồi? Đấu đầu với Legacy CFN họ đã có rất bài bản để map đấu này. Có vẻ như bên phía Legacy Sport đó là một đội tuyển đang sở hữu một cái item bí mật, một cái vũ khí bí mật đó chính là gương chiếu yêu, khiến cho Robot bây giờ phải lộ nguyên hình rồi. Quay trở lại rồi, bị một số bắt thủ bóng sai với một mạng mà chỉ là một mạng mà thôi. Mintech đã đổi mạng rất nhanh, KZ quay ngược trở về với cả David. Đưa David đổi một mạng và đắp bầu kiểu của David đã giúp cho bên phía của Legacy Sport phòng thủ thành công trong con sai B này. Điểm số chiến thắng thứ 5 lại một lần nữa đến. Và kịch bản cũng không hề khác với những cái đầu trước đó, khi mà bên phía Robot 7 họ lần lượt từng người một di chuyển vào trong nòng súng của đối phương. Và như vậy là có một tình huống power ở đây rồi. Có chút là sự cố gì đây, nhưng mà nếu mà để nói về cái tên Robot thì nếu như bỏ chữ Rom đi thì chúng ta sẽ lại nhớ về một nhà một cái đội tuyển mà đã vô địch CF L nhiều nhất tại Việt Nam đúng không nào, khi mà sạc mấy mùa nhỉ, 2016 hai mùa, 2017 hai mùa và 2018 hai mùa, thì chỉ có một mùa duy nhất mà Robot CF VN họ không vô địch thôi, đó chính là mùa giải thứ hai của năm 2016. Trước vô địch đó thuộc về các thành viên bên phía của Freedom Gaming, còn lại tất cả các mùa giải khác thì Robot CF VN đều vô địch. Nhưng đây là một đội tuyển còn khá mới, đó chính là Robot CF VN, thì họ đang hiện tại đang đứng ở trận đấu cận kề với trận chung kết rồi. Nhưng nếu cứ thi đấu như thế này trước Legacy, một đội tuyển dặn dày về tính kỷ luật, chúng ta Legacy thì trong suốt các thời gian vừa qua thì để mà cân nhắc và nhận xét về cá nhân tôi thì đây là một đội tuyển thi đấu rất kỷ luật và rất bài bản. Chỉ có chăng là về cái kinh nghiệm, chúng ta không thể đòi hỏi Legacy họ có kinh nghiệm ngay được, khi mà Fookboy, Ice Cube, Origami hay là Nevis thì đây gần như là một mùa giải 2021 đầu tiên của họ mà bắn thăng hoa, đúng không nào? Và trong năm 2022 tới đây thì tôi sẽ kỳ vọng vào rất rất nhiều các đội tuyển khác nữa. Và các bạn hãy đừng quên cập nhật các thông tin chi tiết về các giải đấu từ dạng phong trào, bán chuyên và chuyên nghiệp của đội kích trong tầm ngắm, bởi vì chúng ta cần phải đi qua những giải đấu phong trào, sau đó giành được chiến thắng họ thì bắt đầu có được những cái suất thăng hạng lên chơi tại giải bán chuyên, giống như các đội tuyển như kiểu là Ranking Esport họ đã làm được một cái điều mà đi từ giải đấu phong trào Clan War, sau đó giành chiến thắng đến với CFVN Championship 2021 mùa 2, sau đó là lọt vào top 4 đội mạnh nhất và thăng hạng lên chơi tại CFL, nhưng là họ lại đứng ở vị trí thứ 8 mà thôi. Thì chúng ta phải nói là khoảng cách giữa các đội tuyển chuyên nghiệp với các đội tuyển bán chuyên và vẫn đang là một cái gì đấy rất cách biệt ở đây. Nhưng tôi hy vọng rằng là những khoảng cách này nó sẽ được rút ngắn xuống khi những giải đấu CL tiếp theo của chúng ta có được những sự đầu tư bài bản tới từ nhà phát hành VDC Online. Còn quay trở lại ở đây, tỷ số là 5-1 cho Legacy Sport rồi. Lượt đấu đầu tiên của chúng ta đã xảy ra khá nhiều sự gián đoạn, nhưng hy vọng mọi thứ nó sẽ ổn trong trận đấu kế tiếp này. Chính xác rồi. Thực ra thì Legacy Sport tiền thân của họ cũng là một cái đội tuyển mà thi đấu từ cái hạng bán chuyên của đột kích, và bây giờ họ đã có được trái ngọt bằng những cái sự cố gắng cũng như là cái nỗ lực của mình rồi. Quay trở lại những diễn biến ở đây, khi mà bên phía của Robot họ đang có tất cả 5 người ở trong khu vực cầm B này. Bom xe B đã có anh của anh bắt được một người là Tony rồi, nhưng di chuyển vào bom xe với cả 5 người nhưng không ai đã bỏ cả. Bây giờ có một lát là Smoke trả ra, thì các thành viên của bên phía Legacy Esports đang quay ngược trở về với 4 người còn lại, không chính xác hơn cả 5 người ở trong khu vực cửa B rồi. Các sẽ bắt được một người là Airfox, vẫn còn đó 5 máu ở đây thì gắn chết chấp coi không sao thì mình bắt được một người, còn chỉ có bom xe và các thành viên
Sport 7. Họ hoàn toàn tan vỡ trong cái tình huống mà Legacy Sport mất đi một tin KZ mà thôi. Đúng là như vậy rồi. Một tình huống retake rất hay. Phòng thủ bom B cũng rất tốt nữa. Và đây là hai scope với hai mạng khó được trong round đấu này. Và đó là 6-1 cho bên phía của Legacy Sport. Họ còn cách trận chung kết 4 round nữa thôi. Và Robot Champion thì họ còn có thể nói rằng phải nỗ lực như thế nào đây. Bây giờ Robot Champion tôi đang cảm thấy họ đuối ở trong map đấu này. Một kèo thể lực mà rõ ràng Robot họ đang không có sự chuẩn bị. Và đang chuẩn bị để F-Fall bắn tốt đẹp rồi. Và mình tiếp tục đuổi theo nên Nevis đang được vòng ra phía sau lưng để đem về mảng của F-Fall rồi. 4 đấu 4 và đẩy lên bằng đấy không vượt qua được KZ. Và bây giờ là còn đứng 3 đấu 4 cho bên phía của Robot CFVN. Một bài mà Đức Toàn đã làm rất nhiều ở trong những đấu trước đó. Liên tục có những tình huống bunny lên cái khu vực mid đó, khu vực cầu mid. Làm một lần thì tốt, mà làm nhiều lần thì sẽ đối phương bắt bài thôi. Nhưng bây giờ đó là một trong những cái tình huống mà Đức Toàn đã phải trả giá bằng cái mạng của mình. Đổi được một mạng Origami cũng như là đồng đội của anh ta Airfox cũng phải nằm xuống. Bây giờ lợi thế lại một lần nữa thuộc về bên phía Legacy Sport. Họ đã có 5 round đầu chiến thắng cách biệt. Và bây giờ có thêm lợi thế về người nữa thì không biết được rằng Robot họ sẽ tấn công bom sai kiểu gì đây. Như vậy là 3 và 4 rồi. Còn lại Kami, Tony và Mintech. Việc đến được với trận đấu này nó đã là một cái kỳ tích của Robot Seven trong mùa giải này. Nhưng rằng họ còn có thể làm được tốt hơn thế nếu như trận đấu này với một sự quyết tâm khác hơn tới từ bên phía của Robot Seven. Thì bây giờ nên nhớ rằng là Legacy cũng là một đội tuyển được đánh giá là non trẻ ở mùa 1, đúng không nào? Đó là một trận đấu họ đã cực kỳ quyết tâm để chúng ta cứ xem về những hạ của mình. Tiếp tục là những cái tình huống mà bên phía của Legacy Sport có bắt được các thành viên của Robot ở đây. KZ đổi được cái mạng của Mitech rồi, lại thế lại một lần nữa thuộc về bên phía của Legacy cũng coi hạ gục Tony. Còn lại một mình Kami đang kẹt lại ở cái khu vực bom xe này mà thôi. Flash được trả ra và Kami vẫn đang không cầm được C4 trên tay. C4 đang rơi ở cái khu vực cầm mid mất rồi. 100 máu còn lại phải đối đầu với cả 3 thành viên mình kia là quá khó khăn đến từ vị trí của Kami. Và bây giờ anh ta sẽ di chuyển ngược lại từ cái khu vực cầu mid này. Đúng vậy. Chúng ta đang thấy đây là một tình huống 1 bắn 3 tới từ Kami. Tình huống bom rơi. Đang bắn vào đấy nhưng không vượt qua được KZ rồi. 7-1 cho Legacy. Nếu như để nói về thể lực thì ạ, hãy hỏi các vận động viên chuyên nghiệp của chúng ta. Một ngày nào đấy tôi sẽ phỏng vấn các đội tuyển như kiểu Rambo đã từng thi đấu quốc tế như thế nào. Dạ. Thì nên nhớ rằng là giải đấu World Cyber Arena 2015 thì trước hết tôi ra sẽ đến với tình huống này đã trước khi tôi kể về cái tình huống đó. Đây là một pha mà cố gắng bắn vào của tôi nhưng có được bàn của Nevi, còn pha để ép hợp khá đơn giản mà không có sự cover trong bóng xe B thì tràn vào bóng B thôi. Nhưng Legacy là một đường thích bỏ sai, chiến thuật của họ đa phần là bỏ sai để chơi retake. Đấy là điều mà Legacy họ để bên phía của Robot tràn vào sai B khá nhanh. Bây giờ chúng ta họ đang đẩy đến khu vực phải nhanh cầu 3 người. Kami hạ gục được F-Fox rồi và đó là mạng của KZ hạ gục được Kami. Thì đây là một tình huống mà 3 đấu 3 thì họ ổn định về cái vị trí và đội hình của mình và đang đẩy vào. Nhưng tay phải nằm xuống, Tony có được một mạng thứ hai. Nhưng Tony đang bắn ở đây với 30 máu mà thôi. Tony đẩy ra và sấy không vượt qua là KZ rồi. Tiếp tục lại là KZ làm người với 6 frag có được. Bây giờ một mình Đức Toàn và như vậy là 8-1 cho bên phía của Legacy Sport. Một map đấu thứ hai nó quá trong vánh phải không nào? Chính xác rồi, khoảng cách bây giờ đã là quá cách biệt từ bên phía của Legacy Sport rồi. Tưởng chừng như chúng ta sẽ có một cái map đấu thứ hai nó hấp dẫn, nó có sự ganh đua về mặt tỷ số, nhưng vậy ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng rằng cái việc để đuối hơn về mặt kỹ năng, cả về mặt chiến thuật và cả hơn nữa đó chính là cái việc thể lực đã bị suy giảm, thì khiến cho bên phía của Robot ở thời điểm hiện tại thì họ để cho Legacy dẫn trước với một khoảng cách rất lớn rồi. Rõ ràng. Và cái mặt thể lực này thì các đội tuyển mà đã từng thi đấu ở các giải quốc tế thì họ đã phải không phải mỗi tuần là thi đấu nhiều đâu mà còn phải chờ nữa. Chính xác. Tức là cái khoảng thời gian ví dụ như các bạn thi đấu ở giải CFS chẳng hạn, các bạn phải đến nhà thi đấu từ sáng, đúng không nào? Các bạn đến trận của mình các bạn được bắn, sau các bạn lên hàng chờ các bạn ngồi đấy đôi khi là ngồi từ sáng đến chiều, đợi các trận đấu bắn xong các bạn đến lượt các bạn lại ngồi và bắn tiếp. Đấy. Sau lúc nào cũng phải ổn định phong độ 100%, phải thể lực 100%, ngoài việc là thi đấu liên tục ra xong lại còn phải nghỉ, xong lại còn chờ. Nó rất khó chịu và rõ ràng là Robot CFVN họ cần phải cải thiện cái điều này bằng việc tập luyện chậm hơn, tập luyện liên tục bằng nhiều giờ đồng hồ hơn thì rồi mới có thể là cải thiện được về thể lực. Còn bây giờ quay trở lại ở đây, chúng ta đang thấy hai round nữa rồi Legacy sẽ điên lên vào trận chung kết. Và một trận đấu chung kết nữa chúng ta lại được chứng kiến các đội tuyển Legacy đối đầu cùng với Selenia ở hơn. Robot Seven có hy vọng nào, có một tia hy vọng nhỏ thôi nào họ có tắp lên được ở trong trận đấu này không? Nhưng vừa rồi thì ngay lập tức một cú thổi nến tới từ Ice Cube của Origami khiến cho Robot bây giờ chỉ còn 3 người mà thôi. Quá khó khăn rồi. Mintech, à không, chính xác là Kami cũng bị ai cục, còn lại Tony cũng như Đức Toàn đang cố gắng di chuyển ở trong đó là
những cái tình huống phòng thủ của Bom Xa mà thôi. Bây giờ Tony sẽ phòng thủ Lekaze đẩy lên cao A này, bắt được một người, đó là cái bảo KZ. Bây giờ sẽ là một tình huống 2v2, vẫn còn cơ hội dành cho các thành viên của bên phía Rumor 7 có thể phòng thủ được trong cái round thứ 10 này. Hãy cùng chờ xem nào, trái C4 đang được ship về khu vực Bom Xa B. Bom Xa B đang cố vượt qua đây. Chúng ta vẫn đang cố gắng bắn nhưng không vượt qua được phục bòi. Một Tony đây là rất tốt trong cái tình huống đó. Và bây giờ khoảng cách đã được rút ngắn xuống, đó chính là 28 rồi cho bên phía của Robot 7. Ôi cứ tưởng họ đến trước gió, may quá, con gió này nó hơi nhẹ, chưa đủ thổi tắt ở bên phía Robot rồi. Một chút hy vọng nó đang được lóe lên dành cho bên phía Robot 7 khi họ đang phòng thủ bom sai ở đây. Dạ rồi. Khi mà Big Mac nói đến cái việc là thi đấu ở những giải đấu quốc tế thì tôi lại nhớ đến cái giải đấu CFD 2017. Giải đấu mà được tổ chức tại Việt Nam. Và hôm đó ở nhà thi đấu thì cũng là một kèo đấu cực kỳ thể lực dành cho cả vận động viên cũng như là cả caster. Tôi vẫn nhớ hai ngày, mỗi ngày tôi cắt 10 tiếng. Dã man. Đó, nhưng mà đấy là cắt là một chuyện, mình chỉ ngồi đây mình nói, mình đọc tình huống thôi, nhưng các vận động viên họ còn phải vừa di chuột vừa bấm bàn phím. Dùng cả não nữa. Dùng cả não, vừa phải tương tác bằng miệng nữa, và vừa phải chờ nữa thì không biết như thế nào. Đó là sự khắc nghiệt của các chuyên nghiệp. Nhưng đổi lại thì sẽ có những giải thưởng xứng đáng thôi. Sao? Những giải thưởng lên tới hàng tỷ đồng ở đây, nhưng từ từ đã nào quay trở lại với những diễn biến tại cái round thứ 11 này. Chính xác là giải thưởng lên hàng tỷ đồng ở nước ngoài. Còn chúng ta ở đây thì đang có giải thưởng lên đến 220 triệu. Đấy, 100 triệu đồng cho đội vô địch và 40 triệu đồng cho đội giải nhì. Và đội tuyển nào giành chiến thắng trong trận đấu này thì sẽ tối thiểu có cho mình được ít nhất là 40 triệu. Và còn đội tuyển nào đứng ở vị trí thứ 3 thua trong trận đấu này thì sẽ tối thiểu có 30 triệu. Ôi giời ơi, đẩy ra Đức Toàn một tiếng bắn hàng không ra Scoop một pha, mà Scoop có vẻ như chưa quen với độ cao mà anh ta mới tìm ra được khu vực cuối A pha vừa rồi. Nhưng bây giờ tình huống còn lại là 3-4. Boy đang đẩy lên để bắn và Tony hạ một phút boy rồi. Nào, tôi đã khen Legacy về cái sự kỷ luật thì bây giờ là đang bắt đầu có nó sẽ chệch choạc trong cái lối chơi của bên phía Legacy. Khi robot họ chả có gì để mất thì họ sẽ có thể đẩy ép, có thể nói rằng là chả phải nghĩ ngợi điều gì cả. Nếu mà để nói về thể lực thì chắc có mỗi Tony ở đây là đang ngang kèo được với Legacy thôi. Thì anh ta mới thay vào cái map đầu thứ hai này nhỉ? Đang rồi, anh ta đã có một khoảng thời gian rất dài. Liệu rằng Tony có là một cái ngén để giúp cho bên phía của Robot họ lật lại được ở map đầu thứ hai này không? Đây, chúng ta hãy cùng chờ xem nào. Bom CB đang có sự phòng thủ đến từ vị trí của anh chàng Mintech. Và bây giờ KZ cũng như là Nevis sẽ bò vào. KZ 100 máu là người đi đầu, đối đầu với là Kami, bắt được Kami rồi. Mintech đang gặp nguy hiểm, một chai flash được đáp ra nhưng vẫn chưa ai phải làm số tiếp tèo cả. KZ có được một mạng, đây là đúng 2 bắn 3. Mintech đang bắn cùng với Tony. Tony đẩy vào đứng đó mình F-Fork à? Thôi chôn rồi, F-Fork còn đang nhìn đến chân nhà. Tôi hỏi vì sao mà đồng đội tôi chết hết vậy. Và bom còn chưa hề đặt xuống luôn, vẫn đang không đặt bom ở đây. Và đó là KZ 9 này. Và Quốc Khánh, đúng là Quốc Khánh cho KZ thì còn gì nữa. Và Phạm Quốc Khánh ở đây 9 này, 29. Và đó sẽ là một điểm số mà Legacy đang có cho mình một cái match point. Một round nữa thôi, họ sẽ đến với trận chung kết vào tối ngày mai đối đầu cùng với CLBL. Một cái tình huống mà rõ ràng là Robot thực sự là không biết được là họ đang làm gì để mọi người rồi từ từ đã nào ở đây một tình huống tấn công được của gầm B này. KZ cũng như là mỗi người có được một mạng, Đức Toàn đổi được cái mạng Origami nhưng ở đây chỉ chuyển vào B và tiếp tục ra các bom kill của anh chàng Mintech rồi. Tôi có một tấn công phúc bòi hạ được một người để tình huống bây giờ là 1v2. Tony còn 100 máu còn lại nhưng mà đối đầu với anh ta là phúc bòi cũng là Ice Cube, nhưng thành viên còn lại không nhiều máu đâu, nhưng họ đang có lợi thế về mặt quân số. C4 vẫn còn trên tay của anh chàng Ice Cube và bây giờ trái C4 sẽ được di chuyển sang khu vực bom xe A mà thôi. 1v2 của Tony. Nào, người đội trưởng dự bị Tony trong màu áo của Robot CFVN. 11 round đấu ít ỏi của Tony hiện tại chưa đủ để giúp anh ta có thể tỏa sáng được. Nhưng bây giờ thì Tony đang di chuyển vòng vào mid rồi. Nhưng phía bên kia thì Legacy họ chả đi đâu cả, họ ngồi một chỗ luôn. Có vẻ như họ biết Tony sẽ tìm đến họ nên họ cứ ngồi im ở cuối hàng, họ chả đi đâu cả. Thời gian còn dài. Đúng mà. Thời gian còn dài, chả việc gì phải vội, chả đi đâu mà phải vội. Tony lại vòng về B. Nên bây giờ Tony vòng về B sẽ không thấy ai thì Tony sẽ rẽ sang A. Đấy, đúng rồi, sang ai em ơi, đúng rồi, vòng ra cầu. Đúng, đứng cầu là đúng rồi, ngồi im ở đây thôi, không có đi đâu cả. Thì Footboy và Ice Cube thì đang bắt đầu di chuyển lên bom xe A. Tony vẫn đang ở B, thời gian đang chuyển đỏ rồi. Bắt đầu có tiếng súng nổ ở A thì Tony, Tony không nghe thấy gì à? Quay về thôi em ơi, bom A lên rồi. 1v2, nếu như hạ gục được Footboy thì tôi nghĩ là Tony sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Hạ gục với Ice Cube thì đối đầu với Footboy sẽ là một câu bài toán khá khó đó đầu. Đẩy vào đường tối để bán thì đối mặt là Ice Cube, gọi luôn Footboy đến. Ê, thoát được rồi. 30 giây. Anh bây giờ thì đối mặt với hai thành viên bên kia đang bắn vào. Tony hạ gục được Footboy rồi. Đôi giây, đây rồi. 1v2 ở đây. Flash trả vào. Đứng vị trí của Tony đã phát hiện ra Ice Cube chưa? Và đó là Ice Cube nằm xuống. 1v2 rất tốt của Tony.
mà đó là 3-9 cho bên phía Robot Seven. Đó là một pha mà hai thành viên của bên phía Legacy đã thi đấu không hề chắc chắn trong việc phòng thủ 3-3 của mình, và Tony đã hoàn thành tốt cái việc mà như tôi đã dự đoán đi hạ với Football, sau đó là cần có 1v1 đấy, làm được. Tôi đang đi bảo, tôi đây đang đi nhờ anh đăng hình bật cho tôi cái bài và thấy là hết của CDC. Nhưng mà ngay lập tức thì Tony đã có một tình huống 1v2 thành công. Nhưng ở đây chúng ta đang thấy đó là mũi ngắm vào chân rồi, và Kami cầm ngắm ra nên nó cũng đang bắn ngắm ở đây nữa. Lúc nãy thì chả có ai bắn ngắm, thì bây giờ tận hai ngắm để lấy cả ra ngay ở vị trí wide scoop. Đức Toàn hạ gục Nevis rồi. Có vẻ như là người đội trưởng Tony đã tỏa sáng thì có thì sẽ thắp lên tia hy vọng cho bên phía Robot này chăng. Bụng một phát 500% công lực. Liệu có được hay không nhờ Origami bây giờ 1v4. Đây sẽ là một tình huống mà đối mặt cùng với Kami đang bắn vào ở đây. Bây giờ móc vào phía đằng sau lưng, và đó Đức Toàn đem về điểm số thứ tư cho Robot CVN. Nào, 5 round nữa để cân bằng điểm số để lội ngược dòng. Có làm được không? Không, không phải là trò đùa nhá. Đây không hề đùa, tôi vẫn đang nghiêm túc với những lời tôi nói ở đây. Thực ra thì đó cũng là một trên lý thuyết thì vẫn có thể làm được khi mà họ đã có một cái... 5A đấy rồi, đẩy 4A đấy rồi, David đẩy ra bắn đạn được Kami và em không đổi mạng. Và họ dặn ra hết ở đây để đấu súng luôn, không việc gì phải chần chờ. Nhưng đó là thôi. Và đó là và thế là hết thật rồi anh chàng. Bây giờ là triple kill của Vintech. Nhưng đó vẫn là hết vì KZ đã đẩy đến từ phía đằng sau lưng. Đó là 2-0 cho bên phía Legacy Sport ở trận đấu playoff thứ 2 này. Và chúng ta đã có kết quả của ngày thi đấu hôm nay rồi, với những lượt trận có thể nói rằng là nó đủ hấp dẫn ở lượt máu đầu tiên. Những lượt trận thứ 2 thì có chăng là chúng ta cũng không thể nào nói lời trách móc hay cay đắng với bên phía Robot Seven được. Họ đã rất nỗ lực và giành được hạng 3 chung cuộc tại giải đấu CML 2021 mùa thi đấu thứ 2 này của chúng ta. Họ đã có được 30 triệu đồng mang về rồi ở cái thời điểm hiện tại. Một đội tuyển xuống hạng của mùa giải trước với tiền thân tên gọi của họ là God Universe, và sau đó họ phải vượt qua 16 đội tuyển ở giải đấu CFVN Championship 2021 mùa thứ hai của chúng ta và thăng hạng quay trở lại với CFL. Và họ khởi đầu ở vị trí thứ 8, được đánh giá là đội tuyển đứng yếu nhất ở trên bảng xếp hạng so với tất cả các đội tuyển còn lại. Nhưng Robot CFVN họ đã làm một điều kỳ tích ở mùa giải năm nay khi họ băng thẳng đến vị trí thứ 3, vượt mặt cả ranking CFVN và giành được hạng 3 chung cuộc với 30 triệu đồng tiền thưởng. Và như vậy là chúng ta sẽ có trận đấu chung kết giữa Celebia đối đầu cùng với Legacy Sport, một bàn tái đấu tới trận chung kết CML 2021 mùa thi đấu thứ hai này của chúng ta. Trận đấu này sẽ có 3 map đấu, đó là BO3, và sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối ngày mai và ngày 10 tháng 10 sẽ là một Super Sunday, một ngày cuối tuần mà tất cả chúng ta đều hướng về đột kích trong tầm ngắm và cũng như kênh YouTube Godfrey Việt Nam để được theo dõi trận đấu, có thể nói là trận đấu chung kết cuối cùng của mùa giải mà chúng ta đã rất mong chờ suốt các thời gian vừa qua rồi. Và như vậy thì quý bạn, chúng ta đã kết thúc buổi tường thuật trực tiếp vòng đấu playoff của ngày hôm nay, và để chuẩn bị cho ngày mai thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi và cũng như quay trở lại với đội kích trong tầm ngắm, đội kích TV cũng như kênh YouTube Godfrey Việt Nam vào lúc 20 giờ vào ngày 10 tháng 10, tức là vào tối ngày mai. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt nhau. Xin chào và gặp lại các bạn.